Thị Xuyên nè, rồi ok nè, rồi em lên rồi mấy chị ơi. Đỗ Thị Xuyên. Mình từ Đỗ Thị Xuyên với lại là cái chị gì đó là đọc gì nữa đấy. Rồi xong chưa mấy chị ơi, rồi bây giờ em lên đồ nha. Mấy chị mình đừng có đọc tên mà. Rồi mấy chị nhớ bấm vô theo dõi trang của em nha. Em chào chị Phương Nguyễn nè. Rồi giờ em lên đồ, em xả đồ heo trước nha mấy chị nha. Ủa? Con kêu cái nào mà con có, cái nào có số điện thoại mới chốt mà. Nhanh lên em anh. Rồi mấy chị nào đang xem sẵn thì em chào chị Quỳnh Anh nè. Em chào chị Quỳnh Anh nha. Bên đây lỡ không? Nè bây giờ em còn mấy bộ này nè, em xả cho mấy chị nữa nè, có ai hết số 3 hả? Bộ khóa bi là 150
màu xanh ngọc nha, màu xanh ngọc nè, màu xanh ngọc với lại là màu đỏ, màu đỏ tươi rất là đẹp luôn. Chị nào ưng thì chốt giùm em nha, muốn lên hai bao nhiêu ký báo xuống ký giùm em. Đây nè, cơm này là 75 kg đổ về, cực kỳ đẹp luôn nha, đó mặt rất là sang luôn. Và chị nào ưng thì chốt liền giùm em. À, tí mở sau là em đang sale 190 nha chị nha. Coi chị nào ưng thì chốt giùm em. Đây con thì 180. Rồi em qua mẫu hoa phối nha. Ơi, em lên áo hồi còn bộ của ấm khách hỏi nè, mà cô ấy cô hỏi rồi. Đây mẫu của em nè, đây chị là ôm thì chị chốt liền em 150 nha, em xem với chị 150. Rồi đây chi mãi giùm em chiếc lá vàng, đi giùm em chiếc lá vàng kèm số điện thoại nha. Chị nào có số điện thoại sau lưng em mới chốt hàng, còn chị nào không có số điện thoại thì em không có lên đơn được nha mấy chị ơi. Rồi chị là ôm thì chốt em đá vàng nha mấy chị nha, 150. Cái đá vàng rất là chắc luôn ha, chị nào ưng thì chốt thì giùm em nha, 70-75 kg đổ về giùm em, đi vừa hết cho mấy chị nha. Rồi chiếc lá vàng nè, đó mã chiếc lá vàng đi giùm em, chiếc lá vàng kèm số điện thoại lên giùm em, chiếc lá vàng. Rồi đây em có đúng một cái màu này thôi, màu đen với là màu đỏ còn được cái màu này thôi. Rồi đây bộ áo đỏ đô, áo đỏ nha, áo đỏ kèm số điện thoại lên giùm em 150. Cái áo này bữa hổm em bán 240, chị nào mua bên em hồi ngồi là mấy chị biết rồi đó, 240. Nhưng mà hôm nay em lấy được cái giá, em lấy được số lượng nhiều quá mấy chị, nên em sale cho mấy chị nha, 150. Con chào cô Linh Nguyễn nè, cô Linh Nguyễn chia sẻ giúp con nha. Rồi đây hoa hồng xanh nha, còn cái của em mặc là hoa hồng vàng. Rồi đây hoa hồng xanh với lại là hoa hồng vàng. Hi em gái dạ, em chào chị yêu rồi nha. Comment cộng rồi ok nè, cảm ơn chị Nguyễn Ngân nhiều nè, đó ghi bài nè, đó mấy chị comment gần mã và số điện thoại giúp em đó, em cảm ơn chị yêu nè. Đó rồi chị nào ưng thì tiếp đây con công nè, chị nào ưng công chúc công giùm em nha, đã chia sẻ cảm ơn chị Huế Chi nè. Rồi đây công đỏ giùm em, công đỏ nha, hoa hồng xanh cho chị Uyên Huỳnh nè. Dạ ok chị nè, có số điện thoại nè, hoa hồng xanh cho chị nè, ok chị yêu nè, chốt chị hoa hồng xanh. Rồi chị nào ưng cái nào nữa này em lên từ từ với chị nha, nhiều mẫu lắm mấy chị ơi. Rồi đây con này con công gì, nãy con công đỏ, còn con này con công đuôi xanh đi, ghi giùm em là mã con công đuôi xanh đó, con công đuôi xanh nha, kèm số điện thoại giùm em là lên đơn mấy chị nha, con công đuôi xanh giùm em. Còn cái này là con công xanh, công xanh giùm em nha. Đây mấy chị coi nào, rất là đẹp luôn nha, giải rất là co giãn luôn, em kéo mấy chị coi rất là co giãn luôn. Em nói thiệt, em nói 75 kg để trường hao cho mấy cô nào thích vận động thôi, chứ thật ra cái này là 80 kg mặc thoải mái nè đó. Cái này là mình cỡ nào thì nó heo mình cỡ đó nha mấy chị ơi, chất giải là rất là thoải mái luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt liền em nha, chốt đỏ tươi 200. Rồi ok, chốt bộ đỏ tươi 200 cho chị Bích Ngọc nè, ok chị yêu nè. Rồi chốt bộ đỏ tươi 200 cho chị Bích Ngọc rồi nha. Rồi rồi công đuôi xanh chị lên số điện thoại em mới lên đơn rồi giúp chị nha. Ủa chị Phạm Thiên Phúc là có số điện thoại rồi đúng không? Rồi ok chị nè, con công đuôi xanh cho chị yêu nè, con công đuôi xanh cho chị yêu nha. Rồi con công đuôi xanh chốt cho chị Phạm Thiên Phúc nè, Phúc nè. Đây em kiếm cái mẫu này đẹp, đây nè chị ơi. Rồi ghi giùm em con này 150 thôi nha, cái này em còn số lượng ít thôi nha mấy chị ơi, em còn được có tầm cỡ 10 con hay mười mấy con nè mấy chị ơi. Đó cái 100 con mà bây giờ em bán chỉ còn có mười mấy con thôi, chị nào ưng thì nhanh tay nha, em cũng chừa lại mấy bộ để mặc online mấy chị. Rồi đây chị nào ưng thì ghi em vào đá đỏ nha mấy chị ơi, rất là đẹp luôn, đá đỏ giùm em, đá đỏ 150 thôi. Chị mấy chị nào mà mua về nhận hàng xong quay lại đây chắc cũng hết rồi mấy chị ơi. Ơi đó chị nào ưng thì nhanh tay nha. Áo đá bông bao nhiêu, dạ 150 đó. Mẫu này nè, hàng rất là co giãn ha, hàng này là hàng Quảng Châu cao cấp cho em nha. Rồi chị nào ưng thì
lên em có giá tốt cho mấy chị bà nè. Đó nên bây giờ mà em bán sale rẻ mấy chị luôn nha. Còn chị nào ưng thì chốt em đá xanh. Đó em có đá xanh, đá đỏ. Chị nào thích đá xanh thì chốt đá xanh. Còn chị nào thích đá đỏ thì chốt đá đỏ giúp em nha. Em có hai cái mẫu nè đó, đá xanh đá đỏ nè. Đá xanh đá đỏ. Em đến coi coi đây. Cái chiếc lá nè mấy chị. Chiếc lá xanh giùm em nha. Em chào chị Trân Nguyễn nha chị yêu ơi. Chị Trân Nguyễn chia sẻ giúp em nha chị nha. À, đá xanh cho chị Bích Ngọc. Chị Bích Ngọc lên. À chị Bích Ngọc quen. Rồi ok chị Bích Ngọc nè. Chốt mò đá xanh cho chị Bích Ngọc nha. Bộ bi có số 1. Dạ có. Bộ bi đó là bộ này là hình như là bộ này là con có 90kg đổ về nha. Cô nào 90kg đổ về chốt thì giùm con. Kèm màu giùm con đây. 90kg đổ về 150 luôn. Ghi giùm con là bộ bi, bộ phối bi hay là bộ bi cũng được. Kèm số điện thoại lên giúp con nha. Rồi đây. Áo, áo đá xanh. Áo chiếc lá xanh đi. Chiếc lá xanh. Chiếc lá xanh giúp em nha mấy chị nha. Còn chị nào ưng chiếc lá xanh chốt chiếc lá xanh nha mấy chị ơi. Chiếc lá xanh này rồi để coi còn mẫu nào nữa không dơ lên. Mấy con có thích lên mấy cái bộ sơ mi không? Áo sơ mi nè con xe bây giờ còn có mấy cái à. Nè. Sơ mi này hình như tầm cỡ 65kg đổ về nha. Đây nè. Sơ mi là sơ mi cao cấp nha mấy cô ơi. Đó. Có đính đá những cái hoa văn luôn. Đính đá luôn. Cái này mình xem như vậy. Rồi. Đây cái ổ này nè, bữa hôm không mình bán nhiêu? Bữa hôm bán 200. Bữa hôm bán 180, hôm nay sale với chị 160 luôn rồi. Chị nào ưng thì chốt em hàng cao cấp nha. Đó, em chào mấy chị nha. Em chào chị Nguyễn Ngân nè. Cảm ơn chị yêu nha. Rồi cô đổi đổi xíu lại con tí xíu nha. Rồi để em lên vài cái áo cho hết mẫu đi rồi con. Rồi con qua mẫu khác. Rồi đây, cái này đẹp nè. Cái mã này em còn đúng một con luôn. Một con này mình để lại đây còn không? Ở nhà mình còn không? Áo lạc mất tiêu rồi. Ở nhà dắt nữa. Vậy đó hả? Rồi thôi bán đi. Đó là cái chuột cái luôn á. Rồi đây. Rồi lấy cái chuột cái luôn á chị ơi. Cái áo này nè, lúc trước đó là con mặc nè, con chuột lên con mặc một cái nè. Mà ai cũng mẫu chưa mà lúc đó hết là không có hàng. Bây giờ có hàng nè, rồi chị nào ưng thì chốt thì em còn đúng một cái luôn. Rồi chị nào ưng thì kêu em là mã đẹp tặng. Ủa lộn. Mã đẹp tặng, mã đẹp. Kèm số điện thoại giùm em chốt đơn. Em còn đúng một cái nha. Cái này em còn đúng một cái. Mã đẹp giùm em. Còn đúng một cái đó thôi. Mã đẹp. Rồi đây tay lỡ nè mấy chị nha. Tay kiểu. Tay kiểu giúp em nha mấy chị ơi. À, áo em đang mặc có tay dài không? Dạ có em có nè. Tay lỡ chị ơi. Đây cái áo này áo kiểu nè. Em còn đúng được có một con bây giờ. Còn đúng một con nè. Rồi chị nào ưng thì em để mấy chị 150 luôn đi. Là bằng giá cái áo tay áo kia luôn. Đó áo kiểu giùm em nha. Có hàng Quảng Châu giùm em mấy chị yêu ơi. Rồi chị nào ưng thì chốt giùm em. Chỉnh cái tay là giùm em nha. Em thọt vô cái tay nó ấy. Rồi quá đẹp luôn. Rồi em còn đúng một con này luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt đi giùm em nha. Ưng thì chốt giùm em. Ghi giùm em là áo kiểu. Kèm số điện thoại sau lưng giùm em. Áo kiểu kèm số điện thoại sau lưng giùm em. Còn đúng một con nha mấy chị ơi. Có đúng một con thôi. Áo kiểu giùm em nha. Áo kiểu tay lỡ nè. Quá đẹp luôn. 150 thôi. Sale bằng giá 150 cho mấy chị luôn nha. Bằng giá 150 luôn. Chị nào ưng thì chốt giúp em. Chị nào đang xem chấm lên giùm em một chấm cho mấy chị ơi. À, ok áo kiểu nè. Ok áo kiểu cho chị Uyên Huỳnh nè. Rất là đẹp luôn thấy không. Để đá gần luôn nè. Nhiều khi cái màu đen này là để sát vô cái nó bị chói thôi chứ thật ra cái màu ngoài đậm đẹp lắm nha mấy chị nha. Rồi ok nè, chốt áo kiểu nè. Rồi áo kiểu em hết rồi chị Bích Ngọc ơi, áo kiểu em hết rồi nha chị Huỳnh Tiến ơi. Rồi Huỳnh Tiến nha, Huỳnh Tiến vậy. Chị Huỳnh Tiến nè, ok chị nè. Rồi đây. Em chốt nè, em chốt với chị Uyên Huỳnh nè mà. Uyên Huỳnh nè. Mỗi mẫu có một áo rồi mấy chị ơi. Mỗi mẫu một áo giờ hiện tại là hết rồi mấy chị nha. Để coi còn mẫu nào mà đẹp đẹp nữa không. Cái này mẫu gì đây? Ủa, em còn được. À, cái tay này tay gì nè? Tay tay cánh dê. Tay lỡ đẹp lắm. Ủa, tay lỡ nè. Rồi chị nào ưng nữa thì chốt em nha. Mấy chị ơi, mấy chị nhớ chốt cho cẩn thận nha. Tại vì trên tay đó em có hẹn bán đó. Nên mấy chị đừng có xả nha mấy chị nha. Nè, ấm phơm này thì 7 mà. Rồi, tay lỡ giùm em. Phơm này là tầm 55 hả? 75kg về nha mấy chị ơi. Phân này là 55-75kg rồi. Chị nào ưng thì chốt đi giùm em áo. Áo ha, sale rẻ mấy chị 150 luôn. 150 giùm em nha. Chị nào nhớ là mua hàng nhớ
em số điện thoại giúp em nha mấy chị ơi. Đó, chị nào khách quen thì không cho luôn giùm em đi. Chừng nào em đăng ký cái kia đi, em đăng ký cái kia lại đi rồi mấy chị khỏi còn cho số điện thoại nha. Tại hiện tại là bây giờ em chưa có đăng ký cái kia nên em không in được cái số điện thoại mấy chị ra nha. Còn chị nào ưng thì chốt em tay lỡ nè, tay lỡ cực kỳ đẹp luôn mấy chị ơi. Mấy chị muốn xem đá không? Đó, đá rất là đẹp luôn ha, để gần mấy chị xem, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Rồi coi diễn thoải mái luôn nha. Rồi chị nào ưng thì chốt em tay lỡ, tay lỡ giùm em nha. Tay lỡ là 150, ghi giùm em là tay lỡ đi, mã tay lỡ kèm số điện thoại giùm em, tay lỡ kèm số điện thoại, áo tay lỡ nè, tay lỡ kèm số điện thoại, chốt đơn nha. Rồi tay lỡ giùm em, quá đẹp luôn nha mấy chị ơi. Sale có 150, mấy chị đi đâu ra mua được cái áo này mà 150 đâu mấy chị. Đó, đừng có tiếc nha, tiếc sau này mua mắc thì hỏi sao, vì đây lại đây hỏi Hương ơi còn áo không, là cũng không còn áo cho mấy chị. Trời, còn được con sắc nách hả chị ơi? Cô gì cô hỏi mày sắc nách mà mày la hết. Không, thì lấy cho cổ rồi. Cô nè, cô có gì luôn. Là cái này nè, là thì bữa là cái áo kia, giờ cái áo này. Rồi đây, không nhớ. À, áo kiểu, em áo kiểu hết rồi chị Nguyễn Ngân ơi. Chị lựa mẫu khác giúp em nha. Rồi đây, chị nào ưng thì chốt em. Sắc nách nè mấy chị ơi, sắc nách. Để sao có mấy chị có thấy đá không nè, để gần mấy chị xem nha. Đó, sắc nách. Em biết mà, rồi chị nào ưng thì chốt thì giùm em cực kỳ đẹp luôn. Áo đá, sắc nách giùm em. Áo kiểu đó là chị liên tiếp bằng đẹp á, mà thấy. Ừ, đúng rồi. Rồi. Cô ba cô cũng kiếm mấy nhiều tí, cô cũng kiếm mấy cái mẫu nó hoài á mà mình bán mình để trong đây mình không có nhớ được cái mẫu nào nữa nào. Rồi đây chị nào ưng sáng nắp chốt sáng nắp giùm em nha. Rồi xong em lên áo bi nha mấy chị. Ủa, lên bộ phó bi cho mấy chị lựa nè, em có size 90kg lựa về luôn á. Tay lỡ chốt cho chị Quỳnh Tiến. Tay lỡ chốt cho chị Quỳnh Tiến nha. Ờ, có áo thôi chị ơi, lên số điện thoại giúp em nha. Có áo tay gót, tay gót mình bán chưa rồi, tay gót còn còn áo mà hết rồi, bán hết rồi. Áo kiểu thôi, cho áo kiểu cho mẹ. Áo kiểu thấy ra. Ô áo tay lỡ. Tay lỡ. Bên số gì tội điện thoại giùm em đi. Rồi đây tay gớm mà chị ơi, tay gớm mà em còn màu đỏ nha. Tay gớm mà em còn được màu đỏ được không chị? Em coi có mẫu nào thì nó không đưa lên cái gì được nó giỡn. Rồi đây mấy chị ơi. Đó, một áo đỏ nè, đơn giản nha. Chị nào thích đơn giản thì chốt này giùm em. Ai? Từ 5 tiếng trước rồi. Con đọc rồi. Rồi đây nè, chị nào ưng áo đỏ chú áo đỏ giùm em. Quá đẹp luôn. Đỏ nha, ghi giùm em là áo đỏ phía sau nè mấy chị. Rất là đẹp luôn nha mấy chị ơi, ghi em phía sau nè. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi chị nào ưng áo đỏ chú áo đỏ giùm em. Ưng áo đỏ chú áo đỏ giùm em. 150. Ờ, tay gớt đó. Tay gớt thì chị ơi, còn đúng một con á mà màu đỏ nha. Đẹp lắm. Này 70kg đâu về mấy chị ơi. 70kg đổ về rồi, em còn đúng một con có tay thôi nha mấy chị ơi. Em còn đúng một con có tay thôi, chị nào ưng thì chốt em 150. Tại này chị đi Zalo có lê con không thấy hả, lại cầm em chốt tiền ghi bài đi. Thấy không? Nãy mình em ấy bên thắp lê nè. Chia sẻ tặng quà, Zalo có đặt đồ bộ. Rồi nè, đó em để gần mấy chị xem. Đây tay gớt nè, cái đá rất là đẹp luôn nha. Đổi nha. Đó. Chị phải làm gì làm đi mà nó lớn quá vậy. Đây, đỏ phía sau rồi ghen nha, có ren nha, 150 thôi. Rồi chị nào ưng thì chốt em 150. Đó. Rồi giờ em qua mẫu nha mấy chị ơi, em qua đồ bi nha. Em qua đồ bi nha, trời cái áo này đẹp quá nè. Rồi con công xanh giùm em. Công xanh. Mã đẹp. Đó, cái này là mã đẹp. Em đọc thêm lần nữa cho mấy chị qua đang qua mẫu nè. Chiếc lá xanh, kèm số điện thoại nha. Có số điện thoại em mới chốt được cho mấy chị á. Rồi đây, gọi này là đá, đá xanh. Mẫu này là mã đá tạp, đá đỏ. Đá đỏ giùm em nha, chị nào đang xem lên đi mấy chị ơi. Chị nào đang xem thì bà chấm chấm lên để em thấy mấy chị nè. Rồi đây, công đỏ, em có con cận công đỏ không xanh luôn đó. Ờ, đây. Rồi cái này là áo đỏ đô, giùm em là áo đỏ đô. Áo đỏ đô, rồi đây chiếc lá, chiếc áo vàng. Chiếc lá
giống như chị Ngân vậy đó. Em giống như chị Ngân là làm cầm chốt đơn, chốt tổng mã cộng số gì đó, số điện thoại là có đơn. Mày ghi đi rồi xong rồi cái phần dưới là mày ghi là cái gì đó là Zalo. Chứ mày đừng có ghi là em có gì chứ, nó ghi dài dòng lắm, ghi Zalo rồi ghi số điện thoại lên là mấy chị biết, mấy chị vô Zalo mấy chị kết bạn à. Rồi đây để lên đồ bi nha mấy chị nha, em lên đồ bi nè, rồi qua mẫu mấy chị nha, em lên đồ bi. Rồi công xanh, công xanh nè, công xanh cho chị áo đá bao nhiêu tiền, hiện tại là á cô cộng với không cô gì Văn Mai Mùi nè, cô khách quen nè, lâu lắm rồi mới gặp cô rồi nha. Đó rồi đây áo áo đá là hiện tại là em có bán, em đang sale 150 á đó. Cô Văn Mai Bùi nè, lúc trước anh nhớ không, cái áo này con bán tới 240 nè, hiện tại là con lấy số lượng nhiều nên bây giờ con xả hai em, con lấy số lượng nhiều nên con có là giá tốt nha, con có giá tốt nên con bán với cô chỉ có 150 thôi, mà chắc giải là y bon như là lúc trước bán 240 nha, bán 150. Rồi áo đắt con công xanh nè cho chị Bích Ngọc nè đó. Cô Văn Mai Bùi ơi, ưng cái con nào thì chốt nha. Rồi chị Bích Ngọc nhờ nhận nhau quá ha. À, chị nhận hàng rồi đẹp lắm em gái. Dạ em cảm ơn chị Bích Ngọc nha. Chị Bích Ngọc hôm nay có hàng sale rồi nè, chị có ưng thì vô nha. Mấy chị muốn lên à đồ ngủ đúng không, đồ ngủ đợi tí xíu nha, mày đem cái cây đồ ngủ lên cho con. À cô Uyên Huỳnh là bao nhiêu ký ta? Con chào cô Mai Phạm nè, lâu rồi mới gặp cô nè, bán không ta? Nhớ là bán không ta? Lên số ký thì chị Quỳnh ấy, hình như ký cô nè. Uyên Huỳnh, ủa chốt cái đó là Uyên Huỳnh là 85 ký đúng không ta? Không nhớ số ký, tại này không có cái hệ thống để lưu á. Vài bữa nữa rồi mới đăng ký cái hệ thống để lưu á mấy chị, nên mốt em không còn hỏi mấy chị nữa nha. Quá đẹp luôn, quá đẹp luôn, 150 thôi ha. Đó chị Ngân Nguyễn ơi, mốt có ghi bài á, chị ghi với bài ý em chị nha, chị Ngân Nguyễn ơi. Đó coi chị nào ưng thì chốt liền giùm em, quá đẹp luôn, tím nha. Phone này em có size từ 90 kg đổ về, em có size từ 90 kg đổ về, chị nào thích cái mẫu này kèm giùm em cái số ký, em đọc màu cho mấy chị chọn nha. Bây giờ em đọc màu lộn xộn nha, tại vì bây giờ hiện tại là em bán đã lẻ màu rồi, nên chị nào muốn ưng cái mẫu này thì mấy chị phải kèm giùm em cái số ký đi rồi em đọc màu cho mấy chị lựa màu nha. Đó, rồi chị nào ưng thì chốt liền em. Cô nào hồi nãy hỏi bộ bi gì mà cô Văn Mai Mùi là bạn của chị thấy cô có IC bao nhiêu ký để con lên đâu lên màu cho cô. Cô bỏ IC ơi, cô bao nhiêu ký dạ, con lên màu cho cô lựa. Con có nhiều màu lắm, mẫu này con có nhiều màu nha, rất là đẹp luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt giùm em, ưng thì chốt giùm em nha. Con này có 90 ký đổ về lận đó. Chị nào đang xem trắng thì em một trắng thôi mấy chị ơi. Đây em có nè, màu da, mẫu em đang mặc là 150, đang xem 150 tức giải bao đẹp nha, không đổ lông nha. Nhắm chị ơi, bên em là cho kiểm tra hàng trước khi chọn, mấy chị cứ shipper giao tới thì giờ cứ mở hàng ra rồi nhận giúp em nha. Mẫu này chắc vải gì hư lâu lắm mới thấy hư. Dạ đúng rồi, hổm ngày á không có bán, chỉ có chụp hình rồi đăng không à. Bây giờ lên like xả hàng hết luôn. 49 ký 3 bộ màu gì cũng được. Dạ ok chị Ngân nè, ok chị Ngân nha, cảm ơn chị Dương nè. Rồi lấy 3 màu chọn cho chị Ngân. Em lấy cho chị màu gì giờ chị Ngân là chỉ 50 ký nè, 50 ký là mặc số 1 giùm em ha, cho bằng ôm đẹp chị ơi. Em lấy cho chị màu này đi, em lấy cho chị màu da, màu xanh rêu. Ok chị Ngân Nguyễn à. Với lại là màu tím nho nha, em lấy chị ba bộ này nha. Bi xanh lá 80 ký, 80 ký cho chị Hăng Giàu kèm số điện thoại có đơn nè. Ok chị Đành, để em coi coi. Quên nữa, coi có không còn nữa. Có màu gì nè? Màu xanh lá. Màu xanh lá rồi nè, lấy này cho. Rồi ok, lấy ngoài đó đi. Dạ ok, em cảm ơn chị nè. Bao nhiêu bộ đà, em xem 150 bộ nha mấy chị ơi. Em đang
sức khác là lên tăng giá, nhưng mà bây giờ lên bên em là lên em sale bằng giá hết đó chị luôn ha. Em chào chị Gia Bảo nè, em hello chị yêu nha. Rồi mấy chị vào chia sẻ giùm em, mấy chị ơi cuối like em có quà tặng mấy chị nữa nha, chia sẻ giùm em chị nào cuối like chia sẻ từ đầu like cuối like em sẽ tặng quà mấy chị nha. Rồi đây em đọc lại màu mấy chị nha, lấy ba bộ kia chị ngon trước đi. Rồi ok chị ngon nè, em cảm ơn chị yêu nha. Rồi đây nè, rồi chị nào ưng thì chốt thì em đọc lại màu nha, nhớ có kèm xúc ký giùm em để em đưa màu mấy chị cho mấy chị lựa nha. 150 một con nha, 150 một bộ nè. Em có màu tím nho, màu tím nho giùm em nha, đẹp lắm mấy chị yêu ơi, có bị chói hiền mấy chị gái nha, chứ ngoài màu đẹp lắm. Còn đây màu xanh lá, màu da, màu đỏ đô, đỏ đẹp lắm mấy chị ơi, chào chị Nguyễn Phương nè, màu hồng, màu đen. Ở dưới đây nó bị chá hả, như cái đèn nó bị chá. Đây màu cam, đó màu cam, màu xanh đen, màu xanh đen nha mấy chị ha, màu vàng đó. Đây chị nào ưng thì chốt đi giùm em nha mấy chị. Đâu chị ơi, đem lấy đâu đâu chị. Chào em gái, ồ lâu lắm rồi mới gặp chị Nguyễn Phương nè, em chào chị yêu nha, chị yêu chia sẻ giùm em nha chị nha. Màu đỏ đô số 4 có không? Rồi màu đỏ đô số 4 70kg chị Đỗ Thị Xuyên nha. Ok chị yêu nè, em chào chị Phương nha. Rồi em chào mấy chị, chị nào đang xem chia sẻ giùm em nha. Rồi chị nào ưng màu nào được chút màu đó, em có màu tím than luôn ha, tím than và tím quế nữa. Rồi chị nào lên muốn lên mẫu này lên cái số ký giùm em nha mấy chị ơi, lên số ký em rất là đẹp luôn, rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Rồi lên đồ ngủ đi, mấy chị còn lên mẫu này không, em qua mẫu nha. Ơn màu nào chút màu đó rồi em, không thì em qua mẫu, không thì em qua mẫu nha mấy chị ơi. Ok á, đồ chay qua bác sĩ thôi hết hả? Ừ còn đem đây. À chị gì? Mà khoan đã ơi, mẹ hỏi ký của chị cái đi, mình không có lưu được mà không có nhớ. Chị Uyên Huỳnh ơi, chị lên xuống ký giùm em lại nha mấy chị ơi. Tại vì hiện tại là cái hệ thống của em là chưa đăng ký được, nên bây giờ em không có biết được cái số ký của mấy chị, em không có lưu được trong hệ thống, nên bây giờ cả chục nhiều người quá nên em không có biết được, em nhớ số ký mấy chị được mấy chị nha, mấy chị thông cảm giùm em nha. Lấy cái màu nào đẹp đẹp lớn xíu luôn, sáng sáng xíu cho nó đẹp hơn. Rồi đây màu không thấy được, màu bò. Ủa màu bò là màu nào ta, màu vàng đúng không, màu vàng đúng không cô Đỗ Thị Si ơi. Con chào cô Quế Thị Ngô nè, lâu lắm rồi mới gặp cô nha, lâu lắm rồi con mới thấy cô đó nha. Cô Đỗ Thị Si là màu bò, mẹ mới chốt cho cô màu gì vậy? Màu đỏ luôn. Sao mẹ kỳ quá hả? Mẹ ở ngoài mà mẹ không có đọc, mẹ không có đọc kỹ gì chứ, mẹ không đọc kỹ gì chứ, người chút bậy. Màu bò là màu gì? Màu vàng đúng không cô ơi? Màu vàng rồi đúng không? Đúng màu vàng không? Con đọc màu, à màu vàng bò, dạ đúng rồi. Con nhớ ghi chữ vàng con nha, tại vì con đọc cái nào là con chốt cái đó đó. Không biết mẹ luôn á. Mẹ lấy số, mẹ coi số của cô á, lấy màu đỏ cho cô. Rồi em chào chị Thu Quý nha. Rồi đây nè, 70kg á mẹ, 70kg bộ này đúng không? Rồi 70kg là đồ ngủ nè. Rồi xe bao nhiêu? Rồi xe bộ này 60.000 cho mấy cô ha, 70kg độ về giùm con. 70kg. Con là 67kg rồi mà còn hơi rộng nè, 70kg là mặc ok. Rồi chị nào ưng thì chốt em. Đó. Rồi đồ ngủ ha, ghi giùm em là mã 1, kèm số điện thoại giùm em. Mã 1. Quá đẹp luôn mấy chị yêu ơi. Mã 1 giùm em ha. Mã 1 cực kỳ đẹp. Mã 1 mấy chị ơi. Mã 1 giùm em. Cái này hết đúng không? Số 4 hết là 70kg nè. 70kg nè. À, bao nhiêu bộ vàng? Bao nhiêu? Không thấy đường thiệt. Em chào chị Oanh Nguyễn nè. Em thấy chị Oanh Nguyễn mới vừa xem nè, lâu lắm rồi mới gặp chị nè. Rồi
Rồi đây. Rồi đây mã 2. Đẹp quá mấy chị yêu ơi. 60.000, sao 60.000 luôn, 70 kg độ về. Mình này mình có tay bao nhiêu ký? Còn số 5 không? 45 kg đâu là về à. Ê, 7 là 70 kg về à. Rồi cái phone này em có size 7, đồ ngủ này em có size 70 kg đổ về thôi. Rồi đây chị nào ôm thì cố giùm em nha. À, bộ em đang mặc 75 kg, mặc vừa không em? 75 kg. Đâu thì con 7, con size 7 kg đó. Con size 7 kg, con 70 kg thôi. Chứ bọn tay đồ ngủ bọn cho nó thoải mái, xứ 70 kg đổ về thôi nha. 75 kg thì đợi em lên mẫu khác nha. Bây giờ, rồi đây chị nào ôm thì cố em nha. Vậy hả, đồ ngủ gì là đồ 70 kg đổ về thôi mấy chị ơi. Vậy là đồ ngủ em không có rồi, không có 75 kg, chỉ có 70 kg đổ về thôi. Gồm đây mã 2 giùm em nha. Mã 2, cái quần bao xịn sò luôn đó chị nha. Đó, cái quần đây. Rồi chị nào ưng thì cố thì giùm em nha. Mã 2, quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn, mã 2. Mà làm gì mà nghe đâu anh ơi ghi mà anh. Mã 2. Mã 2 nè, rồi em lên cho mấy chị nè. Rồi cái này mã 3 giùm em nha. Ghi mã 3 giùm em lên một lượt xong rồi em qua cái mẫu khác em cho mấy chị khác xem nữa nha. Rồi đây, con này là con mã 3. Mã 3 giùm em. Đó, mã 3 giùm em nha. Cái quần rất là co giãn thoải mái luôn ha mấy chị, rất là mát luôn. Đây rồi mã 3 nè. Mã 3. Rồi con này là mã 4 giùm em. Đó, chị nào ưng mã nào chốt mã đó kèm số điện thoại giùm em nha. Bao nhiêu một bộ ngủ là 60.000 nha chị Oanh Nguyễn ơi. Em đang sale 60.000. Khoan nè, khoan nè. Rồi đây, mã mấy mà? Rồi đây mã 4 giùm em nha. Rồi chị nào ưng mã 4, chút mã 4 giùm em. Đẹp cực kỳ đẹp luôn, thiệt luôn mấy chị ơi. Đó, mã 4 giùm em. Quần co giãn thoải mái nha, mã 4 giùm em. Cái này chắc chị Oanh mặc vừa ha, không biết chị ưng. Rồi mã 5. Mã 5 giùm em, cực kỳ đẹp luôn ha mấy chị nha. Em chào chị Ngọc Tuyền nha. Rồi chị nào ưng thì chốt thì giùm em mã 5. Mã 5 giùm em, mấy chị vào like sau mấy chị chia sẻ giùm em nha. Cuối like có quà tặng cho mấy chị nha. Em chào chị Huệ Lan nè. Rồi chị nào ưng mã 5, chốt mã 5 giùm em. Mã 5 đẹp là chị Oanh ơi. Chốt mã 5 cho chị Oanh ơi. Rồi chị nào ưng mã 5, chốt mã 5 giùm em nha. Chị Oanh ơi, có nhận đồ được chưa chị? Rồi gửi bưu điện á. Cả tháng trời nó mới xong rồi, nó mới hoàn cho em. Chắc cả 2 tháng rồi đó. 2 tháng rồi nó hoàn lại giùm em bao đồ. Có chịu nổi không? Bởi vì nhiều chị đặt bưu điện, giao bưu điện cái tháng trời cũng chưa nhận hàng nữa. Em chào chị Duyên Húy nha. Lâu rồi gặp chị Duyên Húy nè. Duyên Húy nè. Rồi đây em chào chị Thu Húy nha. Rồi đây chị đã ơn thì chốt em mã 6. Quá đẹp luôn nha. Đây quên, để nãy quên để cái chất chảy gần cho mấy chị xem. Mã 6 giùm em nha. Mã 6, ai ưng mã 6 chút mã 6. Đó chị Uyên Huỳnh ưng mẫu nào chút mẫu đó giùm em nha. Chị Uyên Huỳnh ơi, bên em á mấy chị đặt đơn, em cho luôn 2 ngày nha. Chị nào muốn lưu hàng, muốn lưu đơn ghi giùm em là chữ lưu đơn cuối like, ghi giùm em là lưu đơn nha. Là em sẽ lưu cho mấy chị 2 ngày đi một lần nha mấy chị nha. Còn đây chị nào ưng thì chốt liền giùm em. Chị nào khách quen nha mấy chị ơi, còn chị nào khách mới là em phải đi trước nha. Đi trước để cho mấy chị khách mới xem cái mặt hàng trước, nếu mà đem thì ủng hộ tiếp. Chứ mà nhiều khi mấy chị khách mới á, mua xong, đặt xong, lưu đơn, rồi cái xả đơn là em không có chịu được nha mấy chị nha. Nên chị nào khách quen, mua em một lần rồi thì em sẽ lưu đơn cho mấy chị 2 ngày. Còn chị nào mà khách mới thì hôm nay like, thì sáng mai em điện thoại đi đơn cho mấy chị, cho mấy chị xem cái mặt giải mấy chị. Nhiều khi á, mấy chị đặt xong rồi mấy chị không biết mặt giải như thế nào. Cái mấy chị sợ chị không lấy, mấy chị xả hàng của em ra, tội nghiệp em nha. Còn đây chị nào ưng thì ghi em là mã 6. Mã 6. Mã 6. Rồi em còn một con cuối cùng mã 7. Rồi chị nào ưng thì chốt em, rồi em qua cái mẫu khác nha. Em qua mẫu khác. Rồi mã này mã 7 không? Mã 7 giùm em. Quá đẹp luôn. Mã 7 nha. Rất là đẹp nha mấy chị nha. Mã 7. Còn mã 8. Đâu mã 8 không? Không, mã 8 phải mặt nè. Rồi mã 1 nè. Rồi chị nào ưng thì chốt em, bộ này sang cực kỳ sang luôn. Sang lắm nha mấy chị nha. Chị sao? Gì? Chị xem áo. Chị xem áo tím bên phải em. Bên phải em là bên đây áo tím đúng không? Rồi ok chị yêu nè. Áo tím, cái đó là bộ đồ chị yêu ơi. Cái đó là bộ nha, bộ phó bi nha chị nha. Đây là chị yêu ơi, bộ phó bi. Bộ phó bi nha. Em chào chị Hương Nàng nè. Chị nào đang xem chia sẻ giùm em nha. Chia sẻ giúp em một nút chia sẻ đi, ngày mai em lên hàng bơm nha. Ngày mai em lên hàng bơm nữa. Chị nào mà chị nào
cũng lên hàng bơm, kiểu như hàng bơm của Shopee mấy chị, hàng bên Shopee mà người ta bơm ở bên Shopee đó, nên á nên bây giờ á người ta đưa cho em thanh lý rẻ cho mấy chị nha. Em lấy về em chia sẻ, em bán như cái gói hàng bữa hổm như ta cái áo mà nước Mỹ của order của tao bao á, cái hàng tao bao hàng nước ngoài mấy chị, bán 277.000 bán cho 77.000 luôn đó, em sale rẻ hơn nửa giá hoặc là hơn hơn nửa giá với mấy chị luôn. Nên ngày mai mấy chị nhớ vào xem chia sẻ em nha, nhớ bấm nút theo dõi trang để mấy chị theo dõi cái mặt hàng bên em nha. Em vừa ngày mai vừa bán đồ mà vừa khui bơm cho mấy chị luôn, khui bơm của hàng Shopee á, giống như là cái bao bao nào đâu, mày lấy giùm con coi, mà mày lấy cho con vài cái sản phẩm con đưa lên cho giới thiệu mấy cô, là ngày mai mấy cô vô mấy cô xem những cái hàng đó nha, kiểu như có lo nghe nhạc nè, có ốp lưng nè, rồi có phụ kiện, có máy móc, có đầy đủ hết nguyên một bao trà bá vậy nè mấy chị ơi. Đó, nó vô nguyên một bao luôn, giống như là cái hàng nào đây, để mấy hàng này em khui ra rồi, giống như cái này nè, bữa hổm 60 mấy ngàn một cái. Cái này là cái túi nè, cái túi giữ nhiệt, cái túi giữ nhiệt cho mấy chị á, mấy chị ơi, để đồ ăn hay để gì vô bỏ vô gài lại giùm em ha. Đó, nó bán 60 mấy ngàn, em bán cho mấy chị 30 ngàn thôi đó, rồi chị nào lấy thì em lỡ lên, rồi chị nào lấy thì chốt em luôn đó. Túi nha, ghi em vào túi 30, túi 30 đó, em bán còn nửa giá đó chị, mấy chị cứ yên tâm, không mua ở đâu được cái giá rẻ gì luôn nha mấy chị nha. Lên Shopee là mấy chị phải được tốn tiền, tốn tiền xuống này xuống kia nữa, nhiều khi có tai nghe bluetooth luôn em bán rẻ mấy chị luôn. Chị nào ưng thì chốt ha, rồi chị nào ưng túi này thì lấy chốt em luôn đi. Đây này, giống như máy nghe nhạc nè, máy nghe nhạc này bữa hổm 100 mấy thì á, đây nè cái máy nghe nhạc nè, em sale mấy chị 60 ngàn luôn, chị nào ưng thì chốt em, có chui sàn luôn ha. Cái này có đồ dính tường luôn nha mấy chị ơi, đó 60 ngàn cái lo nhạc này nè. Hàng này là hàng mới nha, hàng này là hàng bơm đó mấy chị, kiểu như người ta đặt mà tao không lấy đó mấy chị, rồi bây giờ người ta kêu em thanh tí giùm người ta đó, nên em sao rẻ không nửa giá tiền mấy chị luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt em 60 ngàn cái lo nhạc. Rồi qua đi, qua mẫu đi, cái này giới thiệu mấy chị, là ngày mai mấy chị vô mấy chị chia sẻ giùm em thôi nha. Rồi bây giờ em bán đồ tiếp tục mấy chị nè, cái gì nữa đó, không có cái điện thoại nào hết trơn, mà cái điện thoại này con có được. À, chào em, lâu quá không thấy em like. Dạ đúng rồi chị Trần Thanh ơi, phẩm này em không có like. À cô Đỗ Thị Si ơi, hỏi cho số điện địa chỉ số điện thoại nha, ngày mai con xin nha, ngày mai con xin. Cô xóa cái comment cái địa chỉ của cô đi ha, tại vì con sợ á, nhiều khi người ta cắt thông tin của mình, người ta gửi đồ bậy bạ. À đúng rồi, có cái shop á, nó kêu quá là mấy chị á, là khi nào mua hàng là phải cọc cạc cho nó trước. Mấy chị đừng có cọc cạc nha mấy chị nha, mấy chị cọc tiền trước là nó lấy tiền của mấy chị, nó không có giao hàng đâu nha. Bên em là không có kêu cọc trước nha mấy chị ơi, nhận hàng kiểm tra hàng rồi ưng thì lấy nha mấy chị nha, chứ mấy chị đừng có gửi tiền người ta trước nha, gửi tiền trước là mất tiền là em không biết nha mấy chị nha. Nó ăn cắp hình bên em á mấy chị, nó ăn cắp hình bên em á, nó đăng lên xong rồi khách hỏi á, nó bán phần nửa giá tiền à, nhưng mà cọc cạc á, xong rồi là nó không có giao hàng cho mấy chị đâu. Nên mấy chị nhớ là cảnh giác nha mấy chị nha. Áo tím cổ có hoa bên phải em, à cái đó là bộ mấy chị nha, rồi em lên mẫu này rồi xong rồi em lên mẫu khác mấy chị nha. Rồi đây mấy chị kết bạn Zalo đi, bên đó đang nhiều mặt hàng lắm, nhiều khi em không có like mấy chị vô Zalo mấy chị chốt. Rồi đây chị là ưng thì chốt em, thì em đọc lỡ lên này nên đọc màu mấy chị nha. Đây em có màu vàng, màu tím, tím hang nè, màu xanh đen nha, rất là đẹp luôn. Ưng màu nào kia em dở cho mấy chị xem màu đó, màu cam, màu hồng, màu đen. Đây là chị Quanh ơi, mẫu nó đẹp nè chị yêu ơi. Rồi đây màu đỏ, màu da, màu tím nho, màu xanh lá, với lại màu xanh coban đó nè mấy chị, có màu xanh coban luôn nha, màu xanh coban, nhưng mà hình như là cái size 3 là hiện tại em hết màu xanh coban rồi, size 3 là 68 kg đổ về, 67 kg đổ về. Không phải cái mang trên là màu đủ rồi, màu xanh không ấy gì là không có màu xanh, vậy là không có màu xanh, không có màu xanh coban, size 3 là hết xanh coban rồi. Rồi chị nào ưng thì chốt giúp em nha. Rồi bây giờ em qua bên cái mẫu bên đây nha, em mặc bộ bi vàng cho chị xem một chút, rồi ok cho một chút luôn nha. Rồi chị đợi em tí xíu nha, chị nào comment mà em có quên á mấy chị comment lại giùm em nha, nhiều khi nhiều em quên mấy chị, kêu mặc xong cái nói chuyện xong cái một tiếng tôi quên. Rồi đây nè, vàng nè chị ơi, vàng nè đẹp lắm nha, bộ này lấy ba vài bộ về mặc mát lắm, chất giả là bao đẹp luôn, nhận hàng không đẹp cho kiểm
xong cái bộ bên đây cho mấy chị nha, bộ bên đây em sale luôn cho mấy chị, hàng thiêu luôn. Hàng lợi mấy chị ơi, nên là em sale giá vốn cho mấy chị, bận mấy xương cho mấy chị ơi, để mấy chị chia sẻ giùm em, nút chia sẻ. Rồi 150 nha, chị nào ưng thì kèm vào kèm số điện thoại giùm em. Là có đơn rồi, em lên cái mẫu bên đây cho mấy chị ơi. Bộ tím đúng không? Chị bao nhiêu ký chị ơi, màu tím hình như là em còn lẻ sai đó nha. Màu tím là em còn lẻ sai đó, chị nào chị gì chị lên số điện thoại giùm em nha chị ơi. À, có 72 ký không em? Dạ có, bộ em mới vừa mặc đó là có size đầy đủ hết, là 90 ký độ về luôn nha chị nha. Cái bộ em mới vừa mặc nè. Cái bộ em mới vừa mặc bộ khóa bi là 150, em có size từ 90 ký độ về, chị nào ưng thì kèm giùm em cái số ký, kèm màu kèm số ký với lại kèm số điện thoại giùm em là có đơn nha. Nha chị Tuyết Chi ơi, chị Tuyết Chi có đơn thì kèm giùm em màu, số điện thoại với lại là số ký luôn. Ủa có số ký không? À, ủa 75 hả? 72 ký mặc size 4 giùm em nha chị nha. 72 ký mặc size 4 giùm em nha. Màu đen 80 ký cho chị à. Màu đen 80 ký là cái bộ bi đúng không? Mấy chị phải ghi mã giùm em nha. Cho chị Diễm Trang nè. Màu đen 80 ký cho chị Diễm Trang. Có phải còn không? Đang thấy không phải? 80 ký á. Ô, có hai không còn nha. Bốn hai không còn á. Chị này không phải hết rồi đó. Quá đẹp luôn em chị ơi. Vậy là số 4 hả? Rồi đây còn đúng một bộ size này của cho chị Diễm Trang luôn nha. Chú của chị Diễm Trang size 80 ký nè. Ủa 80 ký là số 5 chứ đúng không? Là mặc số 5 cho thoải mái chị ơi. Rồi con hỏi kiếm đi, không có thì con lấy ở trong đây. Rồi đây em chú coi, vậy là có, chắc chắn là có rồi đó. Rồi ok chú coi chị cho chị Diễm Trang số 5 nha, 150 bộ bi. Bộ bi nha. Rồi ok nha, Diễm Trang nè, màu đen bi nè. À cái gì đây? Bộ này xem 57, tay lỡ 180. Rồi đây, bộ này là em có xay. Bộ này nè, em có tay lỡ rồi, cái tay con. Có xay 90 ký đâu về nha mấy chị ơi. Con tập được. Rồi đây, tay con là em đang mặc nha mấy chị. Tay con là của em đang mặc. À, chị ông Huỳnh Tiến là chị mới có số điện thoại đúng không? Rồi ok chị nè, ok chị bi vàng, lấy bi vàng mà đó cho chị đi. Rồi đây bộ này em đang xem 170, tay lỡ là 180 nha mấy chị ơi. Em có tay con, tay lỡ, cái mẫu em đang mặc là tay con. Còn cái mà tay lỡ là 180, chị nào ưng thì ghi em là nhớ ghi tay lỡ, tay con là em luôn nha. Hoặc là ghi giá tiền giùm em. À, cô 70 ký nha con. Dạ ok cô Đỗ Thị Sư nè. Ok cô nha. Mẫu cao. Mẫu cao bao nhiêu? Mẫu cao có 1m52 nha chị nha. Em cao có 1m52, nặng 66 ký hay là 67 ký thì em không có, hổng gầy hổng có con nên không có liên lái được nữa. Hôm mai là cách trên. Chị kỳ vậy? À, số điện thoại ở trên nè, 0854 531 855. Tên là Diễm Trang. Rồi đây em mặc cái bộ này cho mấy chị lựa nè, cho mấy chị xem nha. Phơm này em có size từ 90 ký độ về nha mấy chị nha. Phơm này em có size từ 90 ký độ về. Bộ chị đang mặc mã bao nhiêu? Mã nhiêu em? Bộ đang mặc hả? Em đang sale 170 ngàn. Em có tay lỡ. Còn cái mẫu em đang mặc là tay con nha. Tay con 170, còn tay lỡ là 180. Chị nào ưng thì chốt giùm em ha. Ưng thì chốt giùm em, lên số ký giùm em đi đọc màu. Tại vì thôi mà em còn được cái mấy bộ đi xem thôi. Đây, hàng này là hàng hiêu trực tiếp giúp em nha mấy chị nha. Hàng hiêu trực tiếp bao đẹp cho mấy chị luôn. Đó, ai ưng thì chốt đi giùm em ha. 170, 170, quá đẹp luôn. Rồi, 170 giùm em bộ này. Xuất sắc cho mấy chị ơi. Rồi bây giờ em đọc màu cho mấy chị lựa nha. Size số 2 nè. Mấy chị
chứ màu quá vậy. Rồi. Vậy là chú hai, vậy là chú hai chỉ còn được có được 5 màu. Sáng nay em còn được 5 màu. Màu tím nè, màu tím trà, màu đen, màu hồng, màu nâu, màu xanh lá. Rồi chị nào ưng thì chốt rồi giùm em nha. Chị nào ưng thì chốt giùm em. Rồi đây size 3 nè, size 3 là 65 kg độ về. Bắt máy nhận hàng giùm em nha mấy chị ơi.
Ừ, nhưng mà chị chưa cho số điện thoại. Số điện thoại xuống khoan để từ từ đi chắc chị bấm hơi lâu ha. Rồi ok chị nào, rồi em đợi chị nha, chị cho số điện thoại đi rồi rồi em chốt bộ bi với lại là bộ gì, bộ tím cho chị nha. Bi với màu mà một bộ mã 100 màu tím con đen mà tay con là cái bộ con đen nè, hai cái này là của chị nè, mà đợi chị cho số điện thoại lên một cái, chị Đặng Tĩnh lên số điện thoại giùm em nha. Rồi đây nè, 75kg, 90kg độ về, con này em có size 90kg độ về, quá đẹp luôn, màu đen đỏ, xuất sắc chưa mấy chị ơi. Đây bộ em đang mặc nè, quá đẹp luôn, em có size từ 90kg độ về, 90kg độ về nha, lên số điện thoại đây em đặt màu cho mấy chị lựa nè. Đây 70kg độ về nè, để em coi có màu gì. Rồi cái chị gì thì nãy ghi số điện thoại sai đó, nhắc tên chị đi anh chị nhớ. Đó 10kg. Rồi ok chị Đặng Tĩnh nè, rồi chốt với chị nè, đưa cho con để con chốt cho chị hai bộ này. Rồi đây chốt cho chị là cho chị Đặng Tĩnh nè, là màu hồng nè, hồng bi nè. Đó, em đưa chị xem lại mẫu á. Rồi đây là màu tím em lấy mặt nè, giờ ship rồi đó. Cái này không comment nè, không có thấy nè. Quá trời luôn rồi nè. Rồi đây, rồi chị Đào Ân thì chốt em đen đỏ nha, phơm này em đang đọc là phơm 75kg độ về, đen đỏ nè, màu cam, hôm nay sale với chị 170, hôm nay sale với chị 170 nha. Rồi màu hồng, màu hồng, màu đen vàng, với là màu tím 75kg độ về. Còn chị nào 80kg, 90kg thì chốt giùm em, kèm số ký giùm em nha mấy chị nha, kèm số ký giùm em nha mấy chị ơi. Anh ship nhanh lên thì gói nhẹ nha anh. À, rồi ok chị Đặng Tĩnh này có địa chỉ luôn rồi nè. Rồi bây giờ mấy chị mốt mấy chị đừng có gửi địa chỉ trên đây nha, lỡ chị nay người ta ăn cắp địa chỉ nên người ta gửi hàng tận nhà mấy chị đó nha mấy chị. Khi nào em điện thoại mấy chị rồi mấy chị hãy đọc địa chỉ giùm em nha. À, chị lấy em hai bộ sau lưng cho chị. Chị Lý Phương, chị Lý Phương là chưa có đơn nha. Hai bộ lấy số 3. Chị ơi, chị lên số ký giùm em luôn nha chị ơi. Chị Lý Phương ơi, lên số ký kèm màu giùm em nha chị ơi. À, chị lấy em hai bộ màu sau lưng cho chị đúng với bộ đen đỏ. À giống như bộ này. Là bộ nào ta không hiểu. Chị Lý Hương ơi, chị đọc rồi, chị ghi lại giúp em nha chị ơi. Ghi lại giúp em nha. Một bộ màu tím với một bộ màu hồng có chấm bi, rồi đúng mã rồi nha chị ơi. Đúng rồi nha chị Đặng Tĩnh ơi. Chị Nguyễn Nuôi nè, đen em mặc nè 70kg nè. Rồi ok chị Nguyễn Nuôi nè, đen em mặc 70kg rồi ok, có đơn cho chị nè. Nam rồi ok, chị là 70 gái là hết màu đen rồi luôn rồi nè. Rồi ok chị yêu nè. Rồi chị nào đang xem chia sẻ lên giùm em nha mấy chị ơi. Đang xem chia sẻ rồi em chốt bộ này cho chị Nguyễn Nuôi luôn nè. Mấy chị ơi nhớ là phải đặt hàng thì nhớ cẩn thận đặt giùm em nha. Đừng có xả tới xả luôn là em không có hàng em bán tận nghiệp em nha. Tại vì em bán hàng xẻ rồi, hàng xả nha mấy chị nha. Rồi chị nào ôm nữa thì chốt giùm em. Hiện tại là mấy chị muốn lên xe bao nhiêu ký mấy chị lên báo giùm em đi nha chị ơi. Chị Lý Hương ơi, chị báo lại giùm em, chị lấy bộ này chị báo lại giùm em nha. Lên cái số ký giùm em luôn, tại nhiều khi cái này là khác form, nó có nhiều form lắm chị, nên chị mà đưa mà chị kêu em lấy số 3 rồi lỡ chị mặc không vừa là sao. Nhiều cái là nó có size nhỏ, nhiều cái size lớn, tùy theo kiểu á mấy chị. Đây nè, 65kg cái đỏ đô nè, đó đen vàng đó nè, đó và đen đỏ luôn, 65kg độ về, ổ 67 thôi, nó 65kg cho nó thoải mái nha. Khi cái này mình cái chị nào cao quá, tại vì em có 1m52 thôi mà em tới 66kg rồi nha, em có 66kg mà em mặc size 3 là ok nha. Đó bây giờ em nói với chị 65 thôi, mà chị nào cao thì 65, 66, 67kg mặc cũng vẫn vừa hết mấy chị nha. À, bộ tím và bộ bi cỡ đô rồi ok chị nè. Bộ tím nó biết sao nhưng mà bây giờ chị hình như là hết size kỹ quá. Lý Phương, chị Lý Phương ơi, kèm số ký giùm em mới chút đơn được nha chị ơi. Em lựa cái
23, không biết chị có nhiêu ký. Mấy chị phải cho số ký đầy đủ em mới lấy được cho chị nha. À, chị cao cỡ em, và đúng rồi nè, đúng rồi, 70 ký là cao cỡ em, là mặc ok cái bộ đó nha, mặc ok cái bộ đó. Đây màu đỏ này hình như là còn chỉ có size 3 với lại size 3, size 90 ký độ về nha. À, màu đỏ là chỉ còn là số 3 rồi số 5 thôi. Rồi chị nào hương thì chốt giùm em nha, còn số 3 số 5 thôi. Cái bộ treo này là tay lỡ 180 nè mấy chị, để giờ quên cho mấy chị xem cái bộ tay lỡ nha. Bộ tay lỡ là nó như thế này nè mấy chị, tay lỡ này là 180, chị là ưng 180 kèm màu giùm em có size luôn á, size 90 ký độ về nha. Tay lỡ cực kỳ đẹp luôn, 180 nha. Một tí nữa em lo hàng tay lỡ mấy chị xem, tí nữa lên mấy chị yêu anh, giờ em đi lên tay con rồi nha. Tay lỡ là 180, tay con là 170 nha. Tay màu đỏ mà nó mấy chị muốn lên màu gì chốt thì giùm em nha. Màu đỏ này là size 66 ký độ về, 66 ký độ về giùm em cao 1m52 là mặc vừa ok đẹp nè. Đó 66 ký luôn á em, 66 ký. Đó. Là muốn mà bận không gần thoải mái thì chạy, còn cái chị 67 ký hết bận rồi thì bụng. Hết bận số 3 này bận nha. Rồi chị nào ưng thì chốt em. Màu đỏ. Không bận phục luôn ha. Đen đỏ chốt cho chị Trần Thanh nè. À. 65 ký. Rồi bộ đen đỏ chốt 65 ký chị Trần Thanh nè. Ok chị yêu nè, rồi hiện tại đang còn một bộ nữa nha. Một bộ đen đỏ nữa. Rồi chị nào ưng thì chốt thì giùm em. Màu đỏ ưng đỏ chút đỏ thì em, hiện tại là đỏ nè, đỏ em còn bộ size 3 với size 5 thôi. Chị nào còn mời bận đúng size đó thì chốt giùm em nha. 180 ủa 170 thôi, 170 bộ sau tay lỡ là 180 nha mấy chị. 55 ký cao 1m55 mặc size size mấy, 55 ký 1m55 mặc size 2 giúp em nha chị ơi. Size 2 là form từ 50 đến 60 ký á. Đó, size 2 hiện tại là em còn bộ này nè chị Nguyễn Tâm ơi. Đây, size 2 của chị nè chị Nguyễn Tâm. Em có màu đen vàng, màu hồng, màu nâu. Cái này là màu xanh, xanh riêu. Đó, chị Nguyễn Tâm ưng màu nào chốt màu đó kèm số điện thoại lên giùm em là có đơn nha. Đầy đủ ghi tôi đầy đủ mã giùm em nha chị ơi. Chị Nguyễn Ngân ơi, chị có ở đây không vậy? Chị qua clip ba chữ thư chị ghi giùm em cái mã đó coi. Hay là mẹ ghi đi mẹ. Mẹ ghi để con ghi bài ở đây, ở trên cái clip ở trên nè. Bao nhiêu bộ rồi, em đang sale cái bộ hiu đó, cái bộ hiu cơ. Hiu nè. Đây em đang sale cái bộ hiu này là 170, tay con nha, tay con. Còn phía sau này là tay lỡ. Tay lỡ là sale 180. Có chị nào muốn lên tay lỡ thì kêu em lên tay lỡ cho mấy chị lừa nha mấy chị nha. Đây. Đó, tay lỡ nha mấy chị ơi. Rồi em qua mẫu mới nè. Em qua mẫu khác nha mấy chị ơi. À, cô đỏ 70 ký không em? Dạ không chị ơi. Màu đỏ là không có 70 ký rồi. Đây, hiện tại đỏ nè 70 ký à. 70 ký là màu cam. Màu hồng. Màu đen vàng. Cái này là màu tím thôi. Đó, màu tím càng. Đó, cô ơi, còn nào nữa thì cô tốt con nha. Rồi con qua mẫu khác nè. Mấy cô ơi, chia sẻ cho con đi mấy cô. À, cho tay lỡ, rồi ok nè. Lấy tay lỡ, xay 2 giùm con đi. Còn bộ nào không ạ? Rồi lên mẫu khác rồi chị ơi. Lên mẫu khác nha. Rồi bi, có chị nào lấy bộ bi nữa không? Không, rồi em qua mẫu khác nha mấy chị. Bao nhiêu một bộ? 170 nha chị ơi. Rồi đây em lên mà đổi mẫu nè. Em đổi mẫu nha. Rồi em lên mẫu nè. Đây bộ này là bộ khóa beo. Chị nào ưng khóa beo lên khóa beo giùm em nha. Chị thích đỡ đô. Rồi ok chị nào đỡ đô lấy.
còn lên nhiều mẫu lắm ha. Mấy chị nào mà đang xem, mấy chị nhớ chia sẻ giùm em nha mấy chị ơi, chia sẻ lên giùm em. Rồi đây nè mấy chị, tay lỡ nha, 180, ghi giùm em là mã 180, ghi giùm em là một cái mã này là 180, cao 1m52 hả? Vậy là bằng bằng con đó mà. Nhưng mà mặc size 4 nha nha chị Nguyễn Thúy Kiều ơi, hết bận bận hơi cộng cộng, mặc size 4 giùm em. Mặc size 4 em, bộ phối beo beo đỏ đó có màu đen không em? Rồi chị Nguyễn Nhất ơi, chị lên số điện thoại, ủa lộn, lên số ký chiều cao giùm em. Lên số ký chiều cao giùm em đi, rồi em mới sơn, em biết rồi là cái size của chị là còn màu gì, em tư vấn cho chị nha. Rồi đây tay lỡ, tay lỡ 180, chị nào hết tay lỡ chút tay lỡ giùm em, cực kỳ đẹp luôn đó chị ơi. Tay lỡ nha, size của chị Nguyễn Tâm là hiện tại em có màu cam nha chị ơi, màu cam, màu xanh lá, màu xanh đen, màu xanh đen với lại là màu tím cà nha chị Nguyễn Tâm ơi, màu nào chốt màu đó kèm chút xíu giùm em nha chị ơi. Bên em mà chị nào đặt mà xả hàng là em sẽ không bán cho chị đó nữa, em lên danh sách đen là em sẽ không bán nữa nha chị nha. Mấy chị lưu ý giúp em nha. Rồi chị nào ưng màu nào chốt màu đó, chắc chắn cho chắc chắn chốt á thì mấy chị hạ chốt giúp em nha chị nha. Rồi cam đó tay lỡ chị Nguyễn Tâm ơi, chị Nguyễn Tâm ưng bộ nào thì chốt bộ đó giúp em. Chị Nguyễn Tâm là lâu lắm rồi nè, mà thấy chị hỏi mà chưa thấy chị ủng hộ bộ nào hết trơn á đó. Đó rồi chị nào ưng thì chốt giùm em nha. Rồi đây cái bộ màu phối beo nè, bộ phối beo chị tròn giống em, dạ ai cũng tròn á chị yêu ơi, chị phải cho số ký chiều cao mới lên được đó chị nha chị ơi. Bây giờ em mặc thử cho chị, rồi chị phải cho số ký chiều cao mới chốt đơn. Chị nào mà không biết số ký chiều cao là em không biết được chốt đơn với chị đâu. Số mặc số mấy bạn, không mặc số mấy vậy, số hai chứ ba, số hai gì là màu tím Huế. Rồi ra xuống.
cái này. Rồi đây, màu tím hang, màu xanh lá, màu hồng, màu cam, màu vàng. Chứ này là màu tím, tím này là tím gì? Tím quế. Tím quế đọc rồi. Rồi chị nào ưng thì chốt cho em nha. Chị nào ưng thì chốt liền giùm em, cực kỳ đẹp luôn, 160. Để mặc cái bộ màu đi, màu đen cái lên đây cái nó màu đen cái nó chói không thấy được, không thấy được rõ. Rồi để em mặc cái màu màu xanh lá đi ha. Em mặc cái màu xanh lá cho mấy chị xem thử nha. Rồi chị nào ưng thì ghi giùm em số điện thoại, ghi giùm em là cái mã 160. Ghi giùm em là cái mã này là bộ này nè, là cái mã là 160, kèm số điện thoại, kèm số ký giùm em là chốt đơn, là có đơn nha mấy chị nha. Mẹ ghi giùm con cái ấy ở trên đi mà. Cái ghi bài ở trên á. Rồi đây. Mấy chị thấy không? Em kéo quần lên qua cái cúng luôn nè. Tặng rất là thoải mái luôn, chất so len cao cấp loại 1 luôn nha mấy chị nha. Không, chất so len đúng không? Quên hoài. Rồi đây chị nào ưng thì chốt em xanh lá nha. Phó đeo kèm màu, kèm số điện thoại, kèm số ký cho em nha mấy chị nha. Là có đơn nha mấy chị ơi. Quần ống ống suông em. Dạ không, quần này là ống nhỏ nha chị nha, không phải ống suông. Ống nhỏ nha chị nha, ống nhỏ, không phải quần ống suông. Rồi chị nào ưng thì chốt giúp em. Chị nào ưng thì chốt giúp em nha. Chị gì? Chị Xuân An ơi, chị bao nhiêu ký vậy, lên số ký giùm em đi, cặp màu cho chị lựa. Quá đẹp luôn chị ơi. Đây bộ này 160 nha, còn bộ có bi là một con. Đây, bộ có bi em cũng có luôn. Đó, cái bộ có bi này là mã 150. Phối bi này là mã 150 nha. Chị nào ưng thì ghi giùm em là mã 150. 150 kèm số ký, kèm số điện thoại giùm em, kèm màu giùm em luôn ha. Ghi giùm em mã mấy chị yêu ơi. Ghi đúng mã giùm em để có được để chốt hàng nha mấy chị. Rồi đây, quá đẹp luôn. Rồi chị nào ưng khói beo, chốt khói beo 160 giùm em. Rồi, ok chị Thắm Lê nè. Rồi, xong chưa, em đọc lại một lần nào nữa. Rồi em qua mẫu khác cho mấy chị lên tiếp tục nha. Đó, chị nào ưng thì chốt giùm em. Rồi em qua mẫu khác nha mấy chị. Em không muốn qua lại cái này nữa. Đó, nên chị nào ưng thì chốt liền giùm em. Rồi đây nè mấy chị ơi. Đây mẫu này em có màu tím nho. Tím nho ưng màu nào kêu em mở cho mấy chị xem. Nếu mà trong bọc nó bị chói á, mấy chị nhìn không rõ thì kêu em mở ra cho mấy chị, đưa lên cho mấy chị xem nha. Rồi đây màu xanh, xanh này là xanh coupon. Màu hồng. Màu đen. Ghi giùm em là mã 160 nha. Màu tím huế. Màu tím hang. Màu xanh lá. Màu hồng. Màu cam. Tím huế nè. Rồi màu vàng. Rồi chị nào ưng màu nào chốt màu đó thì giùm em nha. Phối beo. Ghi giùm em cái giá rồi, đúng không có giá rồi. Phối beo 72kg xanh lá cho chị Bích. Bích Ngọc nè. Ok chị yêu nè. Rồi em qua mẫu nha. Rồi chị nào ưng màu nào chốt màu đó lên giùm em. Đó. Để trong bọc nó hơi chói thì mấy chị thích màu nào, muốn xem kỹ màu nào cứ kêu Hương ơi, mở cho chị ra cái màu hồng đi, mở ra cho chị màu cam đi là em sẽ mở cho mấy chị xem nha mấy chị nha. Chứ mấy chị đừng có ngại nha mấy chị ơi. Thích màu nào kêu em mở cái bao qua cho mấy chị xem cho kỹ. Mã em mặc dạ mã này em có size từ 90kg độ về nha. Cô Nguyễn Mai cho con xin cái dạ đưa cho con cái số ký của cô Nguyễn Mai là 24 đúng không? Ủa Nguyễn nuôi có 80kg không? Em có 80kg, có 90kg luôn nha chị ơi. Mặc size 4 đúng không? 80kg là mặc size 5 giúp em nha. 85, ủa lộn, 80kg. Rồi đây size 4 hả? Theo đồng giá luôn đó chị ơi. Size 4 là em còn đầy đủ màu cho chị luôn nè. Để em đọc màu cho chị lựa luôn. Đây. Rồi mày đưa
size số 5 cho con, để con đọc cái chuyện kia size số 5 luôn. Size 80kg luôn. Rồi đây là cô Nguyễn Thu ơi, bây giờ con đang đọc cái size này là size của cô nha. Cô ưng màu nào cũng chốt màu đó giùm con. Rồi đây nè, size 75kg về số 4. Con có là màu hồng. Nếu mà người nào cô nào chốt thì ghi giùm con đó là mã 160 màu hồng, hay là 160 kèm màu, kèm số ký, kèm số điện thoại giùm con nha. Rồi đây con có màu hồng nè, màu vàng đó, mã này là mã 160 nha mấy cô nha. Rồi đây màu đỏ, màu đỏ cô thích nè, cô Nguyễn vui ơi, màu đỏ nè, màu này là màu đen, màu tím nho, màu tím hoang, màu cam, màu xanh lá, màu tím huế, và cuối cùng là màu xanh coban nha. Đó cô Nguyễn Ngô Cơn, màu nào chút màu đó. Rồi 80kg để con đọc 80kg cho cô xem nha. 165 là mã nào? Có teo đỏ. À 160 thôi cô ơi, cô Châu Nguyễn ơi. Mẫu con đang mặc là con bán, đang bán với 160 thôi nha cô ơi. 160 nè, lấy phối beo đỏ xanh coban 65kg. 65kg mình còn không? Hình như là mình còn xanh coban đâu, hết xanh coban rồi đó. Rồi để em đọc cái size 65. Thôi, mi mới hết xanh coban chứ còn phối beo còn. Tại vì con thấy cái phối beo là mà nay là mẹ không có để ra, con tưởng hết. Rồi ok. Là cái màu beo đỏ với lại bao xanh coban, size 3 còn không? Còn. Chính xác không? Rồi ok chốt với chị Châu Nguyễn nha. Có số điện thoại rồi nè, ok chị yêu nè. Rồi chốt với chị phối beo. Phối beo 160 chứ không phải là 165 đâu. Em lấy 160 thôi. Là em chốt với chị màu xanh coban nè. Với lại là phối beo màu đỏ nè. Ok chị yêu nè, mặc về thử đi, chất giả mà không đẹp trả lại em. 160 phối beo màu xanh coban số 3 hả? Số 3 mình còn màu xanh coban không? Rồi ok, để em tí xíu chị Ly Cam ơi. Ờ đúng rồi. Em mặc màu tím huế chị coi. Dạ ok chị yêu nè. 80kg rồi, em lên 80kg chị xem nha. Rồi 75kg đổ về em còn những cái nào đó đó. 80kg để em xem còn màu gì em đọc cho chị, rồi em mặc cái màu kia cho chị xem ha. Các chị ơi, em có cái số điện thoại Zalo của mẹ em á là tên Thắm Lê nha. Mấy chị vào đó mấy chị bấm nút theo dõi nha mấy chị. À quên. À chị gì chị Ly Cam ơi, chị mặc size 3. Chị mặc size 3 là sao? Size 60. Size 3 là 66-67kg độ về đó chị. Đó, chị Ly Cam nè. Cẩm Ly đi, ghi Cẩm Ly đi chứ Ly Cam. Chị Cẩm Ly ơi. Số 3 chị lựa lại giùm em đi chị ơi. Số 3 một tí nữa đọc lại màu, chị lựa lại giùm em màu nha. Rồi đây là số 5. Số 5 là 80kg độ về. 80kg độ về là em có màu tím nho, màu xanh, màu xanh lá, màu xanh coban, màu vàng, màu hồng, màu tím cà, ủa lộn, màu tím hang nha, bậy rồi, màu tím hang, màu đen, màu cam, với lại là màu tím huế đó, là size 80kg nha. Rồi chị nào ưng thì chốt giúp em. Chị nào ưng thì chốt giúp em nha. 80kg, 90kg độ về đó. Mặc size 5 giùm em. Chị ưng nữa mẹ, con để như khác trong rồi. Rồi, để mặc cái màu gì, cô kia lấy màu gì đó ta. Cô ơi, chị Cẩm Ly. Cẩm Ly là màu to size 3. Size 3 là em đặt màu nè. Rồi đây chị Cẩm Ly ơi, size 3 của chị. Ủa chị số 2 cũng được. Số 2 mình còn. Ủa chị bao nhiêu ký, lên số ký chiều cao em đi. Nãy giờ em không quên xin số ký của chị. Chị cho em xin số ký chiều cao được em chị. Cho em quên nữa. Em thấy chị ghi cái số 3 61 ký cao mắt 6. Ờ được, số 1, số 2 được. Ủa vậy là số 2 rồi. Ờ đúng rồi chị ơi, quên. Vậy là chị cao, vậy là chị mặc size số 2 em nha. Rồi chị lấy cái màu xanh coban đó mà. Đây nè, có nè. Có beo màu xanh coban. Rồi ok chị nè. Ok. Được rồi, chị cao mắt 6 thì ok. Màu xanh coban. Chốt với chị yêu nè. Cho chị Cẩm Ly nè. Em cảm ơn chị yêu nè. Rồi ở dưới là chị Châu Nguyễn. À chị Châu Nguyễn, dạ ok chị yêu nha. Em mặc cái màu đen. Màu đen xanh đen đúng không? Màu xanh đen hay là đen xanh thì chị Ngọc Mai ơi. Màu đen xanh hả? Đen xanh là màu gì? Màu xanh đen đúng không chị?
ta nghe đúng không? Hồi nãy cô kêu, cô kêu mặc màu gì ta? Cô Nguyễn Nuôi là mặc màu tím Huế cho cô xem. Dạ ok cô nha. Đây màu tím Huế con mặc cho cô xem. Màu tím Huế. Đây đây. Rồi mấy cô ơi, mấy cô vào xem, mấy cô chia sẻ giùm con nha. Chia sẻ like giùm con, chia sẻ hội nhóm giùm con luôn. Cuối like con có quà con tặng tiếp cho mấy cô. Đầu like tặng và cuối like tặng nha. Nên cô nào muốn được nhận quà thì phải là từ đầu like cuối like phải có chia sẻ cho con thì con mới tặng được. Cô vô kiểm tra trang của cô mà mấy cô không có chia sẻ là ngày mai là con không tặng quà được cho mấy cô nha. Chia sẻ lên giùm con nha mấy cô. Rồi đây màu tím Huế đây, rồi chị nào ưng tím Huế ho khó đeo mã 160 160, em có size từ 90kg độ về. Mấy chị muốn lên size bao nhiêu ký mấy chị báo xuống phía em đọc mà mấy chị lựa nha. Đó coi chị nào ưng thì chốt em màu tím Huế giùm em, xuất sắc chưa mấy chị ơi. 160 thôi, phân này là em đang xả hàng nha. Mấy mốt mấy chị không có mua được cái giá này đâu, tại vì cái mẫu này là em xả hàng nha mấy chị, nên em lên em ra em xả hàng luôn nên nó có giá rẻ như vậy nha. Chị nào ưng thì chốt em là khó đeo 160, ghi giùm em là mã 160, kèm số ký, kèm số điện thoại giùm em, có số điện thoại mới chốt đơn. Chị nào không có số điện thoại là em không có chốt đơn được nha mấy chị nha. Rồi đây, màu tím Huế. Đó, cô Nguyễn Nhu lấy màu này thì cô ơi đẹp lắm nha, đẹp lắm. Rồi mặt xanh đen đúng không? Rồi ok đấy, cô mặc màu xanh đen cho cô xem luôn nè. Có xanh của ban chứ không có xanh đen nha chị ơi. Không xanh có. Đen là có bi mới có hả chị ơi. Rồi 160 màu tím Huế nè cho cô Nguyễn Nuôi nè. Ok cô nè, màu tím Huế nè, size 4 cho cô nè. Lấy ngoài đi, lấy ngoài. Rồi ok nè, rồi mấy chị muốn lên mẫu nào, muốn lên size bao nhiêu ký là báo lại giùm em. Rồi em qua mẫu khác nha. Em qua mẫu khác cho mấy chị yêu ơi. Rồi đây, ok chốt cho cô Nguyễn Nuôi nha, màu tím Huế. Rồi em lên cái mẫu heo trên heo dưới nha mấy chị ơi. Em xem cái mẫu heo trên heo dưới luôn. Chị nào chia sẻ em đi, em lên cái mã heo trên heo dưới mấy chị luôn nè. Chia sẻ lên giùm em nha. Lên chia sẻ giùm em rồi. Lên tiếp, mặc xe máy xanh. Rồi đây lên mặc xe này đi. Có xe nát bông không ạ? Có lắm, nhiều lắm chị ơi. Có xe nát bông nhiều lắm nha mấy chị nha. Mấy có chị ơi, nhiều dâu dày chị có thích không? Mấy chị ơi, mấy chị vào em có ghi bài ở dưới cái nick của Hấm Lê đó, có số điện thoại là 0774842263 ở dưới. Mấy chị vào mấy chị chia sẻ giùm, ủa lộn, mấy chị kết bạn Zalo giùm em nha. Ở trong đó đăng nhiều mặt hàng lắm nha mấy chị ơi. À, có bộ sáng nách nào rồi đọc rồi hả? Có nha chị ơi, nhiều lắm nha. À, có bộ dễ lựa, có bộ dây không xuất. Dạ có nha chị. Có ơi chị Châu Nguyễn ơi, nhưng mà cái bộ bông thì em không có lên trên đây, hôm nay em không có lên trên đây. Chị kết bạn Zalo Hấm Lê đi, sẽ có người chấp nhận kết bạn. Trong đó là em chụp từng bộ một cho mấy chị lựa trên đó cho nó dễ nha. Nha mấy chị ơi, rồi mấy chị kết bạn đi rồi mấy chị chốt đi. Ngày mai em điện thoại mấy chị kêu là mấy chị chốt ở trên tin nhắn đi, rồi em bên Zalo á mấy chị là em sẽ qua em sẽ đi đơn chung với cái đơn like của em hôm nay luôn với mấy chị nha. Nè cái quần mấy chị thấy không, em kéo cao lên cái uống rồi mấy chị, bận có thoải mái luôn, đừng có sợ bị ló mông nha. Đó mấy chị nhớ vô các bạn số điện thoại Zalo của mẹ em và tên Lê Thắm, Thắm Lê gì đó đó, hai cái đó nó hai lộn người vậy lắm mấy chị. Đó vô kết bạn giùm em để mấy chị xem cái mặt hàng trong đó, em chụp từng bộ một cho mấy chị lựa mấy bộ bông cổ treo như là bông treo cho mấy chị luôn. Nên mấy chị vào đó lựa giúp em nha mấy chị ơi, lựa giùm em trong đó nha. À, có bộ dây đó chị Châu Nguyễn vô đó lựa giùm em nha chị ơi, tại vì bộ nó nhiều lắm, là giống như bộ này nè, bộ dây nè, đây cho chị coi nè. Đó bộ như vậy nè, 120 bộ không mà bộ này nhiêu mà bộ thiết kế là bộ gì đó, 130 bộ mấy chị ơi, em báo cáo giá lộn, tôi xin lỗi mấy chị nha. Đó như là bộ này nè là 130, chất giải bao đẹp luôn, hàng này là hàng có chất ben thì ben luôn mấy chị, có chất ben luôn. Mấy chị vào Zalo mấy chị kết bạn mấy chị lựa trên cho tin nhắn thì ben luôn đi mấy chị ơi. Bên đó là em đăng chụp từng bộ một cho mấy chị luôn á. Rồi chị nào ưng thì chốt em bộ này nè, coi lỡ rồi đây bộ này mình còn hai con không? À hai con đây, hai con mẹ để phía ngoài đó, hai con mình hết số 2 đúng không? Số 2 còn 2 bộ 2 màu à, số 2 còn 2 hồi nãy màu gì á?
Rồi đây, tay lỡ nè, tay lỡ này hôm nay em sale, em bán 240, 250 đó. Hôm nay em sale cho mấy chị là 210 tay lỡ, còn tay con em sale cho mấy chị là 200.000 luôn. Rồi chị nào ưng thì chốt thì em, ghi giùm em là bông mai, mã giùm em là mã bông mai nha mấy chị ơi. Mã bông mai giùm em cực kỳ đẹp luôn, mã bông mai. Đó, mã bông mai để em đọc mà nha mấy chị ơi. Phơm này em có size 90kg độ về luôn nha mấy chị. Phơm này em có size 90kg độ về luôn. Tay con 200, tay lỡ 210 nha mấy chị ơi. Rồi chị nào đang xem chấm lên giùm em, để em thấy mấy chị em like tiếp mấy chị nè. Quá đẹp luôn. Chấm lên giùm em nha mấy chị, nhớ theo dõi trang nhà mai em lên hàng bơm cho mấy chị. Lựa nửa giá luôn. Em sale nửa giá cho mấy chị luôn. Cái hàng là hàng phụ kiện, máy móc được cho mấy chị luôn. Đó, nhà có con nít hay gì đó, có đồ con nít, đồ tất cả cái mặt hàng luôn mấy chị ơi. Hàng bơm này mà em lên về mấy chị. Rồi tay lỡ, mấy chị nào hết tay lỡ không? Tay lỡ thì chốt em nha. Đây em để gần cho mấy chị xem cái hàng thiêu. Rất là xuất sắc luôn. Rồi, đó hàng thiêu không ha mấy chị ơi. Hàng thiêu trực tiếp giùm em luôn. Rồi, chị nào ưng thì chốt giùm em liền nha. Đó, quá đẹp luôn. Xanh. Ghi giùm em là màu xanh này là xanh cổ dịch nha. Xanh cổ dịch, tay lỡ 110 nha. 110. Ủa lộn, 210 bậy bạ. 210 nha. 210 bộ rồi đây đọc màu nè. Đọc màu. Bây giờ đọc màu xe máy vậy? Xe máy gì? Xe máy mà để nó 2 3 4 5 dài dài đó. Rồi đọc đầy đủ màu đi. Thôi đi đọc vậy để đi một tiếng nó ra đó. À giờ lên số 2 trước đi. Về tay lỡ có bộ lỡ ống rộng không, bộ lỡ hả, quần lỡ mà đồ bông nha. À cô Liên hả, cô Võ Thị Liên hả, cô ơi cô Võ Thị Liên á, rất quen á, mà cô hỏi ống rộng hoài đó. Mà như là con hết tay như là 90kg của cô rồi đó. Rồi đây chị nào ưng thì chốt em tay lỡ nha. Tay lỡ nè mấy chị, có tay này rất là đẹp luôn đó. Mà có mặt tay con là tay lỡ đi mặt đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi chị nào ưng thì chốt giùm em. Rồi đây mẫu này em có màu để em đọc màu mấy chị lựa nha. Phơm này là phơm 60kg độ về nè. Em có màu hồng, màu hồng nha mấy chị ơi, màu hồng. 60kg độ về chị ơi, quần lửa rộng. Màu xanh, màu xanh cổ dịch nè. Còn số 5 rồi chị ơi. Còn số 5 thôi, bán hết thứ 6 rồi. Rồi đây màu đỏ đô, ủa lộn, màu đỏ tươi nha. Cái bộ này là đồ đỏ tươi rất là đẹp luôn. Một tí nữa là mặc màu đỏ tươi cho mấy chị coi. Rồi là màu xanh ngọc, màu xanh ngọc, màu hồng ruốc, với lại là màu đen vàng. Đó, rồi chị nào thích màu nào chốt màu đó là giùm em. Để trong bọc mà nó hơi mờ, kêu em Hưng ơi dở ra cho chị xem. Dở ra đưa lên cho chị xem là em sẽ dở với chị xem nha. Rồi bây giờ nằm tới số 3 nha. Em mới vừa đọc là nè, em đọc số 2. Rồi bây giờ em đọc số 3 cho mấy chị lựa số 3 nha. Đây số 3 là em có nè, để em lên làm cái gì đó. Rồi đây số 3 thì em còn như này. Số 3 là tầm cỡ 67kg về, 67kg về số 3. Số 3 67kg về là em có nè. Màu xanh, ủa lộn, màu hồng ruốc. Màu hồng ruốc nè. Màu xanh rêu. Đó mấy chị muốn lên tay lỡ tay con thì mấy chị bàn báo em nha. Màu đỏ tươi. Màu đỏ đô. Màu xanh cổ dịch. Với lại màu hồng. Đó là size 67kg về. Là size 67kg về rồi thôi. Em qua mẫu khác đi ha, không thấy mấy chị hỏi mẫu này thì em qua mẫu khác nha mấy chị ơi, cho đỡ mất thời gian. Đây nè, size này là size 90kg đổ về nè. 80-90kg đổ về là em có thêm màu xanh coban. Duy nhất là size 5 chỉ còn màu xanh coban thôi. Còn những cái size khác là em không còn màu xanh coban nha. Chị nào mà 80kg, 90kg thì chốt màu xanh coban giùm em đi. Tay lỡ nè, em có tay con luôn nha. Chị nào hết tay con, ok báo giùm em. Thư ơi lên tay con đi, thì em sẽ lên mấy chị xem nha mấy chị nha. Đó, em quên nữa, quên nói với chị nữa. Cái này là có hiệu trước hiệu sau. Nên cái giá nó hơi cao tí xíu. Nên em không có giảm, em không có xuống được nữa, không có giảm giá.
kèm số số điện thoại em kèm số ký luôn nha, rồi chốt giùm em đi. Quá đẹp luôn, xuất sắc nha mấy chị ơi, mấy chị coi nè, rất là đẹp luôn. Hàng hưu chưa hưu nè, hưu trực tiếp giùm em nha, hưu bằng chỉ nha mấy chị nha, đó rất là sắc nét luôn, rất là chắc chắn luôn. Mới cho mấy chị giặt máy giặt luôn nha mấy chị ơi, hàng lính đá nè, đá là cho mấy chị giặt máy giặt luôn, không góp nhiều nha mấy chị nha, không phải là giặt được một nước là nó bay hết, không có nha mấy chị nha. Chị nào ưng thì chốt, rồi qua mẫu nha mấy chị nha. Mấy chị muốn lên tay con không, lên tay con cho mấy chị lựa. Rồi mấy chị ơi, mấy chị vào mấy chị chấm chấm lên la, chấm chấm lên để cho em thấy mấy chị đi. Màu đỏ tươi, bông mai, tay lỡ nè, cho chị Bích Ngọc 65kg nha mẹ ơi. Ok chị Bích Ngọc nè. Ông mãi còn đấy, mãi đi. Rồi mấy chị ơi, mấy chị đang xem, mấy chị chấm chia sẻ giùm em. Rồi mấy chị muốn lên mẫu gì nữa đây? Mấy chị ơi, mấy chị muốn lên mẫu nào? Lỡ cho các chị nào lên. Mấy chị có muốn lên áo khoác không? Không lên áo khoác mấy chị lựa. Áo khoác bông. Không, mẹ lên chọn áo khoác bông lên đi. Áo lẻ nè. Em có áo lẻ nè. Có chị nào muốn lên áo lẻ không? Áo lẻ 70-75kg đổ về. Xem cho mấy chị 150 luôn. Thôi, xem mấy chị 120 thôi nha. 120 thôi mấy chị ơi, hôm nay sale mấy chị 120 luôn. Chất vải Solen nha, loại này là loại tốt mấy chị nha. Loại tốt nha, chứ không phải là cái loại mà mấy chị mán trong tủ xong rồi vài tháng cái mấy chị không mặc cái nó lủng lỗ, không có nha. Hàng này là chất đẹp giùm em nha. Sale mấy chị 120. 120 giùm em, xanh của anh nha. Mấy chị còn em mặc vô không? Mấy chị cứ còn em mặc vô cho mấy chị coi không? Rồi mấy chị ơi, chấm lên giùm em. Chấm chấm chia sẻ lên giùm em. Cuối like tặng quà, chị nào mà có chia sẻ từ đầu like cuối like em tặng quà cho mấy chị nha. Em chào chị Nguyễn Sara nè. Rồi chị nào ưng thì chốt đi giùm em. Ưng thì chốt đi giùm em. Chấm chấm lên mấy chị ơi, chấm chấm lên giùm em để đừng có chơi bài nha mấy chị nha. Rồi chị nào ưng thì chốt đi giùm em. Xanh của bon. Xuất sắc không? Quá đẹp luôn. Phân này là phân 70-75kg đổ về nha. 70-75kg đổ về em mẫu này giùm em. Đó. Chị nào mà số ký 60kg mặt cũng chậm vừa đó, mấy chị hết bạn bè mấy chị về mấy chị chích pen vô phía sau giùm em thôi, phía sau nha, đừng chích trước nha mấy chị, xích phía sau giùm em là đẹp, bao đẹp mấy chị luôn nha. Rồi chị nào đang xem mấy chị chấm giùm em một chấm lên nha mấy chị ơi. Rồi xanh nha, áo bây giờ mấy chị muốn lên áo nữa thì kêu em lên áo nha. Và bây giờ em lên áo khoác cho mấy chị, áo khoác bông cho mấy chị lựa, mấy chị mặc ở nhà đi vòng vòng ở nhà mấy chị, đừng cho nó đen nha mấy chị, để cho nó được đen đó. Làm giường đồ mặc là ok luôn, đi chợ ok luôn. Rồi đây hôm nay em sale mấy chị áo này luôn. Chất giải đẹp nha, mấy chị đừng có nghĩ là cái này là có rất là nhiều chất giải nha mấy chị. Cái này là có rất là nhiều chất giải, không mà chợ bán đầy luôn. Đó, nhưng mà bên em là bán chất giải đẹp nha mấy chị nha. Em sale cho mấy chị nhiêu đây? Rồi để em mặc lên cho mấy chị xem mẫu này. Rồi đây, mẫu này em đang sale cho mấy chị luôn. Lên vài bộ cổ treo đi em. Rồi ok chị Hương Danh. Chị Hương Danh lên số ký em đi. Rồi lên cho chị luôn ha. Rồi ok chị nào Hương Danh lên số ký chiều cao giùm em. Em lên cho chị cái bộ cổ treo cho chị xem luôn. Còn thời gian, tại vì á em tự lên đây em lên hàng màu thôi. Hàng bông em mặc từng cái em mệt lắm. Nên bây giờ chị giờ khách không có nhắn nhiều thì giờ em lên cho chị cổ treo ha. Cổ treo lên số ký chiều cao giùm em đi chị ơi. Rồi đây, rất là đẹp luôn đó. Cái này nè, nó có ba nút thôi nha, ba nút đựng ấy đây nè, rất là đẹp luôn, dài được tới trên cổ để cho đừng có bị đen cổ luôn nha. Rồi chị 60kg nè, lên cổ treo 60kg xem còn cổ treo không. Cổ treo thì em ít lắm, em có áo dây thì đã. Chị nào kêu áo dây còn trong đây không? Nếu mà chị nào còn áo dây, chị nào đã kêu em mặc áo dây đó còn trong đây thì cho xin số ký luôn đi, ghi là lên áo dây rồi chị kèm số ký giùm em rồi em lên chị xem. Rồi đây bộ này, bộ áo nè, áo khoác nha. Rồi chị nào thích áo khoác chú khoác giùm em 70.000. Chị nào mua 3 áo, em bán cho chị 200.000. Rồi, quá đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi chị nào ưng thì chốt thì giùm em có 2 túi hai bên cho mấy chị luôn nha. Túi là có dây kéo đàng hoàng nha. Túi em là em có dây kéo đàng hoàng nha. Cho mấy chị đựng tiền rồi đó. Xem đồ số 5 đi cô đi con. Dạ cô Liên ơi, cô Võ Thị Liên ơi, cô cho con xin lại cái số ký chiều cao của cô đi. Lâu rồi con không nhớ cái số ký, con sợ là con sợ cô là lên ký hoặc là xuống ký đẹp thì mặc đồ nó sẽ khác nữa. Nên cô cho con xin cái số ký lại nha cô Liên nha. Bông mai màu đỏ tươi
màu màu đen đỏ 67 kg. Rồi để con coi con còn không nha, rồi con báo nè. Tay con hay tay lớn? Tay cô ghi là tay con. Vậy là hai bộ tay con hết đúng không cô Cảnh Tú ơi? Màu gì mày thấy? Rồi màu đỏ tươi 75 kg. Rồi cái bộ size số 3, số 3 là màu màu đen đỏ. Số 3 mình còn có màu này nè, với màu sáng màu... Bên đây hồi nãy con mặc á, con mặc hồi nãy màu gì? Màu gì đó, màu cái này nè. Con đâu đâu? Để con đọc cho cô. Rồi ok, con chốt trước cho cô Cẩm Cẩm Tú nè, là cái màu xanh ha. Gì vậy? Một, xanh màu đen. Kìa nó đi. Màu đỏ tươi đây, đây. Màu đỏ tươi đây. Chốt cho cô màu đỏ nè, đẹp lắm cô ơi. Màu đỏ cho cô Cẩm Tú nè. Màu đen đỏ 170 nè. À cái bộ màu đen đỏ 170 cho mày đó rồi. 170 là cái bộ nào ta? Đó, à là bộ của đây đúng không? Rồi ok cô. Ok. 37 kg là bằng tay C3 nè. C3. Để lấy ngoài cho con coi. Rồi ok cô. Rồi đây áo khoác nè, rồi chị nào ưng áo khoác chốt khoác giùm em nha. Áo khoác mấy chị muốn áo khoác này không? Mặc đi giường hay là đi làm ở nhà mấy chị? Đi vòng vòng ở nhà cũng nó cũng mát lắm mấy chị, dài trên đây không à, nó không có được nội chưa á đó, chống nắng luôn cho mấy chị nha. Rồi chị nào ưng thì chốt em 70.000 một cái, chị nào mua 3 cái bán 200. Rồi nhanh gọn lẹ luôn, còn ít thôi mấy chị đây. Đây có số điện thoại nè, từ đây cho con để con ra lên nè. Cái bộ đỏ nè, bộ đỏ là ba bộ luôn à, con có làm đỏ luôn. Rồi ok nè, chốt màu đỏ nè, với lại là màu màu đen đỏ cho cô Cảnh Tú ha, Cảnh Tú ha, Tú Cảnh, Cảnh Tú nè đó, đúng không cô ơi? Đúng rồi, ok nha. Tại vì nhiều khi á mã lộn tùm lum á nên con có đưa lên sai thì cô nhớ nhắc con ha. Ừ, cô vừa đó đi mà lộn số 5 là ok rồi. Cổ cao mấy, 67 thật thư. Ờ, 3 ký. Vậy là cổ cổ giảm cân rồi đó. Vậy là cô năm thì vừa đó. Vậy là cô mặc số 5 là cô mặc vừa kính luôn á nha cô ơi. À, 170 lên cái nãy cô kêu lên bộ gì vậy ta? Cô Võ Thị Liên, mày kéo đó đi, con kéo này nó nhảy. Lượng không rộng à? Lượng không rộng số 5 hả? Rồi lấy đi mà hả? Rồi à, để em lên cái bộ cổ treo tới bộ này để gì đó. Rồi bộ cổ treo 70 kg hả? Này là các chị ơi, em cổ treo thì em còn được có vài mẫu rồi nha, còn cái này là nó có cái kiểu dây hoặc là kiểu mận tại đi, rồi dây gì đấy mận tại đi, mận tại nha. Chị nào ôm cái nào thì chốt cái đó nha, chứ giờ em để trong bọc em muốn biết cái nào là cổ treo nữa. Còn mấy chị nào mà muốn chính xác cái cổ treo hay là cái gì đó, mấy chị vào kết bạn Zalo thấm lê nha. Ok, mặc màu đỏ chị màu gì? Màu đỏ chị xem màu đỏ nào nữa. Dạ, màu đỏ thôi. Rồi ok, đợi em tí xíu nha chị nha. Em mặc cổ này xong rồi thôi. Rồi đây 60 kg mặc cho em cái này đi. Đó 60 kg em mặc chật nha. Tại vì em đến 60 mấy ký rồi. Em mặc xay của chị. Em mặc hơi chật, mấy chị nhìn đỡ giùm em nha. Mặc quá mặc rồi. Ồ, mặc quá mặc rồi, mặc xấu quá à. Rồi đây, chị nào ưng thì chốt em, đừng có nhìn sợi dây nha mấy chị. Thấy không mấy chị yêu ơi? Con mặc mập con mặc kỳ quá, em dơ mẫu cho mấy chị xem nha mấy chị. Dơ nó không cao phương. Mày đưa cho con cái bộ nào số 3, số lớn con mặc đây. Đó số 3 đó. Không, số lớn mặc bằng bơ nè, bằng số ký của con nè. Kệ đó, con mặc thôi, con mặc coi cho có cái kiểu thôi hay sao. Mặc cho có cái kiểu chơi thôi. Chứ giờ mặc mập quá, mặc xấu quá. Rồi mặc hơi bộ đồ của thằng ba. Mặc cái con thái bộ này. Đây nè, 60 kg. 60 kg là cái này là có sợi dây rút luôn nha, rút ngay ngực á. Rồi ghi em mã
giờ em đưa nào lên chị, mấy chị ơi, còn mấy chị ưng cái mã nào mấy chị chốt giùm em được không, chứ bây giờ em mở từng cái nữa. Dỡ co bông đi. Đưa co bông thôi nha mấy chị nha. Đứa tròn quá bằng vừa mấy chị ơi. Đu lớn vừa vừa. À, thư mấy mấy vậy, con thầy chứ lẹo lưỡi. Cô Hồng Xuân ơi, lâu lắm rồi gặp cô nè, tổng đài con không có like. Thôi con đâu gặp cô đâu, bữa nay cô vô ủng hộ con nè. Hương ca mấy, Hương ca có 1m52 à. Hương ca có 1m52 nha, rồi. À, một bộ đen vàng 170 nè, một bộ đen hoa, một bộ đen bi 150 nè, 62kg nè. Vậy là hồi nãy là mấy cô nào con chốt rồi là con đã chốt rồi, mấy cô đừng có nói lại nha, nói lại là con chốt nữa cho mấy cô đó. Là em kiếm cái đơn của con, cô Nguyễn Nhất rồi, nãy giờ cô chốt có hai cái nào đó không? Cô Nguyễn Nhất nè, chưa chốt gì, nãy giờ có đơn rồi. Không. Nãy giờ khoan nha mấy cô ơi, thấm lên đồ khói ren coi, thấm lên là đồ hò khói ren coi. Dạ con là con của thấm, không phải là con là thấm nha mấy cô ơi. Còn con có đơn cô chưa? Dạ là không có đơn cô hả? Vậy là chốt cho cô bộ bi đi, bộ bi, bộ đen vàng 170 nè, size của cô là size số 2. Ủa cô ca mấy nhiêu ta? Cô 62 kg mặc số 3 đi. Cái này nè, bộ này là bộ nhỏ. Đây nè, phơm này là phơm nó hơi nhỏ nên con cô sắp 2kg con lấy cho cô là size số 3 nha cô Nguyễn Nhất ơi. Là size số 3 nè. Còn cái bộ có bi. Có bi mà màu đen. Là mặc số mấy mà? Số 2 thôi chứ nó không cần. Số 2 màu đen. Con chạy ý cho bạn chạy ngoài lấy có bi màu đen thôi. Số 2 á. Thôi còn không mình tốt một cô luôn này nhanh đi. Cô hy vọng nè, lâu lắm rồi mấy con mới gặp cô lại nè. Cô Hồng Xuân ơi, hôm nay cô có ủng hộ con gì không nè cô ơi? Đây, đây, đây. Cái lá xanh đen này đi nè. Rồi ok nè. Còn cái bộ khóa bi này là form to, nên con lấy cho cô Nguyễn Nhất là cái màu bi đen là size số 2 nha cô Nguyễn Nhất ơi. Nha cô ơi. Chứ mốt cô về nè. Cô thấy cái bộ này số 3, cái bộ này số 2 là cái cô nói con gửi lộn không có nha, tại vì cái tùy theo form á cô, tùy theo form á. Rồi à, có lên tay, có lên đồ bộ gỡ số 5 khăn đi. Dạ ok cô, bỏ thì liên nha. Ok cô, ok cô nha. Ủa cái này là xây thì bà ấy xây 4 á, xây 4 là con 4 rồi đó. Rồi để lên lại cái này một cái đi, rồi lên size số 5 cho cô. Quả thì liên nãy giờ cũng bị lâu đó. Rồi đây nè cô, cô gì cô hỏi cổ keo gì nè, cô kéo đi thì con mua nó hỏi mẹ đó, cái này kéo nó giật giật không chứ được cái gì gần ở đó luôn mẹ. Con thử bộ bi cho coi. Dạ ok cô nha. Con chào cô gái Lê nè. Rồi ok cô nè. Cổ treo. Đây nè bây giờ thôi đi. Nè cổ treo nha mấy cô ơi. Cổ treo bây giờ con đọc mã này là số 3. Phơm này là phơm 60kg độ về nha. Phơm này là phơm 60kg độ về. Bây giờ con đọc theo qua. Theo bây giờ con đưa bông lên. Con đọc mã. Mấy cô nào thích mà cái bông nào mấy cô kêu con dở ra. Con cho mấy cô xem nha. Cái này mặt không có vừa. 60kg mặt không vừa. Thôi gì mà tới số mấy rồi? Tôi số mấy rồi anh? Cái thùng tôi dụng điện thoại thiệt á. Số 2. Rồi nãy giờ mấy cái rồi? Số 2 đúng không? Rồi, rồi đây, 2. Mã 2 nè. Rồi xong rồi này là mã 3 dùm em. Bông này là mã 3. Đó, chị nào thích mã, cái mã nào kêu em dỡ cho nhân chị xem mã đó nha. Rồi đây số 3. Rồi đây số 4. Đó, mã số 4 dùm em nha. Ơn mã nào chút mã đó dùm em. Rồi mã này mã số 5. Rồi con này là mã số số 6. Đó là 60kg độ về nha. 60-61kg độ về mặc vừa hết. Số 7. Đó mã số 7. Mã số 8. Đó ưng cái hoa văn nào kêu kêu em mặc mở ra
cái này là áo dây dây nhỏ nè, đó mã 11 dây nhỏ, mã 12 cổ treo, mã 13 là dây dây bản bự nha, dây bản bự. Còn cái này là cổ tim, cổ tim là mấy rồi, mã mấy? Này 14, mã này mã 14, cổ tim. Rồi cái này là dây dây bản bự hả? Cái này dây bản bự, dây bản bự 15. Rồi con có 15 mã size 60-61 ký độ về. Rồi con đọc comment nha. 39 tuổi kêu bằng chị được rồi. Dạ rồi ok chị yêu nè, chị nào vậy? Hai hả? Dạ ok chị yêu nha. Tại vì nhiều khi không có biết kêu quá, sợ người lớn mà kêu bằng chị thì kỳ quá. Nên con kêu lại á, chị nào muốn kêu bằng chị thì nhớ nhắc nha, nhớ nhắc bằng kêu bằng chị cho trẻ trẻ nha. Rồi đây, xin đăng tiếp nha mấy chị ơi. Nhất nè. Rồi bộ đang nặng 80kg không em? Bộ đang nặng là bộ này hả? Nè. Bộ này có 80kg không? Bộ này không có 80kg đâu, con gái con Lê ơi. Con có 75kg về bộ này thôi. Cho coi bông bi. Cho coi bông bi. Bộ bi đúng không? Cái này là bộ bi đúng không ơi? Bộ bi là một cái mã, đó là mã 150 nha. À, trời. Dạ ok. Ở trên kìa, mà ông đọc ở trên nè. À, chị mới chốt bên Zalo hai bộ. À, chị là Cẩm Ly. Dạ em cảm ơn chị yêu nha. Em cảm ơn chị yêu nè. Rồi lên số 5 cho cô Võ Thị Liên xem cái đã. Mấy cô ơi, mấy cô gì? Cô Hồng là cô Hồng Hồng Xuân ơi, đợi con xíu nha, tại vì cô kia cũng kêu con lên số 5 nãy giờ rồi. Nên là con lên số 5 trước. Còn có hai bộ hàng bao lắm mấy chị ơi. Đưa cái này. Lửng rộng nè mấy cô ơi. Không mà còn có 3 bộ thôi. Con còn có 3 bộ lửng rộng thôi. Hình như đường dài rộng là cổ có rồi đúng không? Hả? Dài rộng nè. Không biết nữa. Mình còn mấy bộ. Lâu rồi không nhớ luôn. Rồi đây lửng rộng đây. Rồi chị nào ưng thì chốt giùm em. Dài rộng còn 2 bộ nè. Chị có thích không? Em theo chị cho luôn. Theo chị 109 thôi. Đồ bộ này nhiêu? Bộ đó 136. Rồi đây lửng rộng giùm em nha, lửng rộng. Rồi chị nào ưng thì chốt giùm em còn được có 3 bộ thôi. Bộ em đang mặc là bộ vàng nha, bộ em đang mặc là bộ vàng, vàng với lại là màu da, màu vàng màu da. Con này là phân 90kg độ về lận vừa, em còn 2 bộ. Mình còn size nhỏ không? Còn size nhỏ. Size nhỏ là màu gì? Chị nào mấy chị kêu lên số tiếng đi, mình lên lấy đi. Rồi mấy chị nào đang xem like của em, mấy chị chấm giùm em nha mấy chị. Chấm cho em có động lực em like nha mấy chị nha. Còn bây giờ em đọc nào cho mấy chị lựa nè. Size 90kg độ về là em có màu da, với lại là màu vàng. Nói coi chị nào ưng thì chốt đi giùm em. Quá đẹp luôn mấy chị yêu ơi. Cực kỳ đẹp luôn, lượng lớn rộng nha. Phơm này xem mấy chị 160. Phơm này size mấy chị 160 thôi. 160. Còn phơm này là size size này là size 4 hả? Size 4 là 70kg, 75 hả? Rồi đây xay 60kg đổ về. À, lấy hai bộ. Dạ ok, cô Võ thì Liên lên số điện thoại giúp con nha. Tại vì là con hôm nay con không có cái gì, cái hệ thống app, nên con không có order, con không có còn số điện thoại địa chỉ của con nữa. Sáng mai con nhớ cho con xin lại cái địa chỉ luôn nha cô nha. Tại vì lâu rồi con không có like nên người ta hủy cái hợp đồng rồi nha. Rồi đây chị nào ôm thì có giùm em. Xay này nè, đó bộ giống như em đang mặc luôn. Cái bộ giống như em đang mặc nè, rất là đẹp luôn ha. Size này size số 2, 60kg độ về giùm em còn màu xanh coupon. Với lại là màu đen đỏ. Đó. Màu đen đỏ nè. Quá đẹp luôn, là size 60kg. Còn cái này là size 65kg độ về, em còn đúng một con xanh coupon nha. 65kg độ về em còn đúng một con xanh coupon. Còn size 70kg độ về, 70kg độ về là em có màu xanh, ổ lộn màu da. Màu da với lại là màu đỏ. Đó là 70kg độ về. Rồi chị nào ưng thì chốt giùm em nha. Chị nào ưng thì chốt đi giùm em. Rồi em mặc cái màu da đi chị, cho cô Võ Thị Liên xem ha. Cô Võ Thị Liên ơi, lên số điện thoại lên giùm con đi cô ơi. Cô Võ Thị Liên ơi, lên số điện thoại lên giùm con. Đây nè cô ơi, màu da.
màu da luôn á cô ơi, màu vàng màu da đúng không? Đây màu vàng của con ơi. Kể là cô lấy hai bộ vàng với da không? Thì con để ok đi rồi con tốt không con nha. Đó cô lên rồi đó. Một bộ bao nhiêu? Dạ một bộ này em đang xem là 160 nha chị nha. Đây quá đẹp luôn, mặt mát lắm mấy chị ơi, em đang sale đó, em còn có hai bộ à, em sale đó. Chị Thu, chị Hoàng đó, chị bao nhiêu ký rồi chị ơi? Rồi xong em lên bộ bi nha. Dạ ok nè, rồi chốt cho cô nè, màu da với lại màu vàng, màu da với lại là màu vàng cho cô bỏ thì liên ok cô nè, cảm ơn cô nha. Rồi đây con lên nè, bộ chị ra gì nè, bây giờ em đọc lại cái bộ ống rộng nha, lượng ống rộng cho mấy chị xem lại nè. Có đồ bông ống rộng luôn nha mấy chị ơi. Chú muốn mình còn hai màu luôn hả? Ừ. Rồi đây em đọc lại nha. Size 2 là em có, là size 2 này là 60kg độ về. Em có màu đen đỏ, em có màu đen đỏ, màu xanh cuban. Đó xanh cuban là 60kg độ về. Rồi đây là số 3 còn đúng một bộ màu xanh cuban là size 65kg độ về. Còn size là size 4 nè. Đó màu đỏ với lại màu da, hai bộ này em 70kg độ về nha. Rồi chị đâu người chốt giùm em, em mặc bộ đỏ, bộ em mặc bộ bộ đó, bộ đỏ bông mai hả, màu đỏ đô không, mày động con hay không, trên đó con không thấy được bông mai cho chị coi. Dạ dạ rồi ok chị luôn nha. Ok chị chốt màu đỏ đó, chị bận cho tôi à, hai bộ đó này đúng không? Okay, treo trên là 160k nha chị ơi. Đây 160k giùm em ha, mã gì em, là mã 160 em có đầy đủ màu quá mấy chị. Mấy chị ơi, chị Huỳnh gì? Chị Huỳnh nghe bao nhiêu ký ta? Chị Huỳnh nghe ơi, lên số ký giùm em đi, lượt đọc màu chị lựa nha. Phơm này em có đầy đủ màu luôn á. Hình như là màu cam, màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu đen, đủ hướng nha mấy chị nha. Đó. Chị Nguyễn nghe. Không đọc Huỳnh nghe. Huỳnh nghe hả? Chắc là nhìn lộn mắt trên. Rồi đây chị đang ứng thì chốt giùm em nha. Chị em kêu đồ mua đồ bông áo dây thì vô cái tặng cho luôn á. Hồi nãy là chị chốt cái tay ngắn luôn mà. Tay ngắn xe nhỏ hết rồi, giờ mặc xe lớn thì xe luôn đi. Chị lấy xe 4 mà xe 4 xe 4 đi mà chị lấy xe 4. Rồi đó, bộ phó đen là 160, còn bộ phó bi nha. Đây bộ phó bi này em sale ghi mã giùm em là mã 150 đó, mã là giá tiền giùm em nha, mã là giá tiền giùm em. Rồi 150 là bi phối bi, còn 160 là bao nha. Rồi chị nào ưng bộ nào chốt bộ đó kèm số điện thoại giùm em nha mấy chị nha. À cô hy vọng lên tới lên chơi mà hả? À, thư bi rồi, mặc bi đúng không? Rồi ok cô, để con mặc cái này xong là con nhất quyết con lên bộ bi cho cô xem nha. Rồi đây quá đẹp luôn. Có cô nào lấy tiếp chốt giùm con, bộ này là 200.000 nha. Tay con nè, tay con 200, tay con 200, còn tay lỡ á, tay lỡ là 210. Cô nào thích thì chốt giùm con nha. Đó 200 cực kỳ đẹp luôn, có đầy đủ màu luôn. Phơm này có size từ 90kg độ về nha. Phơm này con có size từ 90kg độ về. Mẫu này à, là con có nè, heel trên, heel dưới, heel tay và heel ngoài sao luôn nha mấy cô ơi, rất là đẹp luôn. Bộ này là xem bán 250 á, cô nào mà mới đầu mua là 250 á, hôm nay con sale 200 nha. Coi gì đâu ưng thì chốt liền giùm em, cực kỳ đẹp không, xuất sắc luôn. Đây phối nha, hàng phối cực kỳ sắc sảo luôn nha mấy cô ơi, rất là đẹp luôn. Coi chị nào ưng thì chốt liền giùm em. Rồi em qua mẫu, em có nhiều màu lắm, màu cái bộ em đang mặc nè là em có màu hồng, rồi màu hồng ruốc, màu đen vàng, màu đen đỏ, màu hồng, màu xanh ngọc, màu xanh cổ dịch với màu gì nữa ta, màu đỏ đô luôn đó. Rồi chị nào ưng thì chốt giùm em nha, ưng màu nào chốt màu đỏ em. Rồi em lên bộ bi, em lên bộ bi nha chị Nguyễn nha ơi. Chị mơ lên bao nhiêu ký vậy? Ủa mày cuối cùng là con chưa uống nước luôn hả? Con ba của học luôn ít đường thôi nha. Bộ đỏ tai beo rồi à, bộ đỏ 55kg hả? Đỏ đô là cái nào vậy chị Nguyễn thôi, ghi rõ ràng để em chốt với chị nha chị ơi. Đỏ đô là cái mẫu nào, cái mã 150 hay là mã 160 thì mấy chị ghi giá tiền luôn để em biết tặng em chốt
giờ chưa mặc màu vàng, giờ con mặc màu vàng có biết không? Cô hy vọng lên xúc phía giúp con nha cô ơi. Phơm này là em có size từ 90kg độ vàng đó, mấy chị hao hồ mà chốt nha. Căng lên đau của học lắm á. Rồi. À. Mốt là chị phải ghi thêm là chị đổi đô giùm em nha chị nha. Là mã 1. Mã 160. Rồi cô chị ghi thêm là màu gì, rồi má ghi là số điện thoại giúp em nha chị Nguyễn Nguyễn nha. Rồi ok, chốt cho chị Nguyễn Nguyễn cái mã 60 màu đỏ đô nha. Thấy ở ngoài đi. Rồi ok nè, quá đẹp luôn, bộ phối đi. Xuất sắc không có chị yêu ơi. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, 150, cái mã em đang mặc là một mã 150. Rồi chị hy vọng ơi, chị lên giùm em cái số ký chiều cao đi để em xem coi chị mặc size gì. Rồi em đọc màu cho, tại vì cái này là em không còn đầy đủ màu nha. Rồi chị nào ưng thì chốt giùm em màu hồng quá đẹp luôn mấy chị ơi. Màu hồng nè. Đẹp không? Mấy chị về là mấy chị giặt mấy chị mặc thôi nha. Cái này mấy chị khỏi còn đạp đi lại thợ may đạp đái hay là gì chân á. Em mang cái đường chỉ rất là co giãn thoải mái, mấy chị không có sợ tét luôn nha mấy chị nha. Rồi chị nào ưng thì chốt giùm em, bộ này đang sale 150. Ghi giùm em là mã 150, mã là giá tiền giùm em luôn nha. Rồi. Ủa chị hy vọng đi ra hả ta? Không thấy chị trả lời ta. Rồi bộ bi giùm em là bộ bi nha, đọc màu. Chị nào ưng màu nào chốt màu